là cũng khá khá nhiều, không có gọi là gọn gàng. Đôi lúc là con trai thì tất nhiên sẽ hơi dơ một xíu. Con nói cho cô nghe coi con cầm trên tay là cái gì? Logo nói về độc thân vui tính cô là dính. Độc thân vui tính cô là dính. Con đã trải qua hai mối tình thì đầu tiên thì bắt đầu hồi năm nhất, yêu khoảng một năm rồi mối tình thứ hai thì chỉ vài tháng. Từ thời cấp 3 thì con có quen một bạn nam, bạn đó bằng tuổi con, nhưng mà hai đứa quen nhau được có 2 tháng thôi thì không hợp, cho nên là đừng ai ấy đi. Xin mời nhà gái. Rồi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Xin chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan ạ. Con tên là Trần Thị Hồng Hoa, năm nay con 22 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, trẻ quá. Tuy hiện tại con trẻ nhưng mà con vẫn có mục tiêu là tìm kiếm cho mình một người bạn đời phù hợp với mình. Con nói cho cô nghe coi con cầm trên tay là cái gì? Logo nói về độc thân vui tính cô là dính. Độc thân vui tính cô là dính. Mời nhà trai. Chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan và các vị khán giả trong trường quay. Em tên là Đào Cao Bắc, 21 tuổi. Lan là kỹ thuật của một công ty máy bay không người lái. Tức máy bay điều khiển hả? Vâng, máy bay phục vụ nông nghiệp, phun thuốc trừ sâu. Dạ. Hay quá. Giỏi, giờ là một kỹ sư sửa chữa đó hả? Điều khiển luôn hả? Vâng. Ủa Bắc là quê đâu? Quê Đồng Tháp. Đồng Tháp bây giờ làm việc ở đâu? Làm việc tại Long An. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì hả Bắc? Nói chung là tự tin về cái việc mình làm. Tốt, tự tin và đặt ra mục đích của mình sẽ làm được. Vâng, về cái nhược điểm thì nói chung là cũng khá khá nhiều. Thứ nhất là không có gọi là gọn gàng. Đôi lúc là con trai thì tất nhiên sẽ hơi dơ một xíu, kiểu nói dơ vậy thôi, nhưng mà không được nói chung là gọn gàng tương tác như mấy bạn nữ mình hay chuẩn bị. Mời nhà gái. Nhà gái của chúng ta có ưu điểm gì nè? Ưu điểm của con là chịu khó, chăm chỉ, tính cách thì dễ thương, hiền, hay thích làm mọi người cười, biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Còn khuyết điểm của con? Con nhạy cảm và dễ bị tổn thương khi mà bị người ta nói những điều không hay về mình á. Tính con cũng có lúc hay quên, không tập trung trong những cái trường hợp mà mình căng thẳng lo lắng á. Bạn nữ ơi, bạn tên gì mình quên mất rồi? Mình tên là Hồng Hoa nha bạn. Hồng Hoa nha bạn. Hồng Hoa tên đẹp lắm á. Đồng Tháp con có làng hoa Sa Đéc đó. Đúng rồi, Đồng Tháp về cắm thêm ở làng hoa Sa Đéc nữa là tuyệt vời. Hồng hoa, hoa hồng đều đẹp hết ha. Đường tình duyên của Bắc thế nào rồi? Con đã trải qua hai mối tình. Hai mối hả? Một cái đơn phương. Thì hai mối tình thì đầu tiên thì bắt đầu hồi năm nhất. Năm nhất là yêu rồi. Vâng. Yêu bao lâu? Yêu khoảng một năm. Một năm rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì chỉ vài tháng. Thôi còn trẻ mà, chắc đó cũng chỉ là một cái trải nghiệm trong tình yêu thôi. Rồi bên này mình đang sinh viên nè, mình có yêu ai bao giờ chưa? Dạ, từ thời cấp 3 thì con có quen một bạn nam, bạn đó bằng tuổi con, nhưng mà hai đứa quen nhau được có 2 tháng thôi thì không hợp, cho nên là đừng ai ấy đi. Giờ từ đó tới nay là có quen ai nữa không? Dạ từ đó đến nay là toàn yêu thầm thôi chứ không có quen ai hết. Crush được đó hả? Dạ crush. Giờ là mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Dạ hiện tại thì con muốn một người bạn trai mà có thể thương yêu mình, trung thủy, nhiệt tình, tốt bụng, nói chung là giỏi, có đạo đức, đơn giản thôi. Rồi con không thích gì? Con dạ. Không thích đàn ông điểm nào? Tứ Đỗ Cường, gia trưởng, vũ phu. Ở dơ con cũng không thích. Ở dơ khó à? Ở dơ khó. Bên đây có ở dơ đó. Bên đây có một chút ở dơ đó. Nhưng mà 2 lẻ mấy con còn trải nghiệm nhiều nên con sẽ còn nhiều cái không thích lắm. Chào chàng trai. Vâng, chào. Bên kia tao không có thích ở dơ đó. Thì con đàn ông thì xí xóa được mà. Hơi bê bối xíu đúng không? Vâng. Nhưng mà mình có thay đổi được không? Chứ ở dơ không ai ở chung đâu. Chắc chắn là ở chung thì phải thay đổi rồi. Hứa nha. Vâng, hứa. Cô gái bên đây còn rất là trẻ nhưng mà cũng mong muốn cao chút xíu đó. Con còn trẻ quá, năm 2000. Bây giờ con muốn lấy chồng khoảng năm nào? Dạ, nếu mà quen và tìm hiểu nhau thì có thể là 6 tháng đến 1 năm. Trời đất. Trời đất. Lấy chồng sớm như vậy con hả?
con muốn lấy chồng sớm là tại vì con nghĩ là khi mà mình già yếu rồi á, mà con mình còn quá nhỏ thì mình không còn đủ sức để lo cho con nữa là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi đó thì gia đình sẽ khổ, thì con phải ra đời sớm chẳng hạn. Mình không có lo về cái đó nhiều, nhưng mà cái quan điểm sống của mình là muốn lấy chồng sớm thôi. Thực ra bạn này nói rất đúng nha mọi người. Lấy chồng sớm, sanh con sớm, nó có những cái điều lợi sau đây. Khi con mình lớn, mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn sức để chăm cho con. Khi mà mình ngồi xuôi đó quý vị, mình vẫn còn đẹp để mà mình chặt chém được bà xui. Chứ như tôi mốt tôi ngồi xui là tôi thấy tôi thua rồi đó. Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Thật ra đó chú cũng cùng quan điểm với con ha. Lấy chồng sớm giống như chị Lan nãy nói, có những cái điều tốt của nó. Đúng rồi. Nhưng thật ra lấy chồng sớm quá đó con biết không. Thật ra mình còn tuổi trẻ mà còn cống hiến. Chưa đã. Còn phát huy, đừng có nói chuyện chơi ở đây. Người ta nói chuyện cống hiến rồi phát triển, rồi làm giàu, rồi sự nghiệp này kia. Nhưng mà nếu có lấy chồng sớm, một hai đứa thôi nha. Dạ. Rồi mình lấy xong là mình đẻ liền không? Hay là vài năm sau mình mới đẻ? Nếu mà điều kiện cho phép, nếu mà mình có thể lo được cho gia đình á, có thể đẻ sau khoảng vài tháng đến một năm. Vài tháng đến một năm. Đó. Đẻ sau vài tháng luôn. Trời, đẻ đâu nhanh dữ vậy. Chưa con ra trường luôn đó. Dạ. 6 tháng lấy chồng xong đẻ vài tháng nó đẻ nữa. Cô Lan chỉ nè, bây giờ mình cứ quen đi, cứ yêu đi, chơi bời đi. Xong rồi mình có lấy chồng cũng được, nhưng mà mình từ từ mình đẻ. Đừng có đẻ sớm quá nha. Thế là con phải tận hưởng cái thanh xuân cho nó đã. Trời ơi, nó nhỏ quá tội nghiệp. Ừ, chứ đừng có đẻ liền, hiểu không? Trời ơi, mày thức đêm thức hôm rồi mày chăm con, lúc đó mày mới thấy xì chét. Mày thức đêm thức hôm rồi mày chăm con, lúc đó mày mới thấy xì chét. Nãy giờ chú với cô Lan nói vậy thôi. Thực ra chú rất là nể con. Con là người trẻ tuổi nhưng không, rất bản lĩnh nha. Rất là bản lĩnh. Bản lĩnh ở đó đó. Được. Rồi tôi cũng chấm nhà gái vậy đó. Đúng rồi, bây giờ mình qua mình hỏi nhà trai. Sao giờ mong muốn có bạn gái thì sao? Thì em chỉ mong muốn bạn gái là hiểu được mình và đồng hành với mình thôi. Bên kia tấm chiếu mới đó, nó chưa hiểu bản thân có như thế nào nữa. Em nghĩ là cái gì nó cũng bắt đầu từ số 0. Số 0 nó sẽ bắt đầu, nó sẽ lên tiến bộ. Rồi tốt thôi. Vậy đi, con đi với ai vậy em gái? Dạ, hôm nay con đi với mẹ con. À, có mẹ hả? Chào nhà gái. Chào MC Quỳnh Linh, chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào tất cả khán giả trường quay. Thấy bạn trai này cũng vui, hiền lành, có chí hướng. Thế còn cái việc các cháu thì tự do thoải mái. Kết bạn, đầu tiên là kết bạn đi, xong rồi thì cho nhau cơ hội. Còn cái quyền quyết định là ở các bạn thôi. Nhưng mà chị có muốn cho con gái mình lấy chồng sớm không? Tùy các cháu. Bây giờ đã đến tuổi trưởng thành rồi. Hay, cũng một người sống mở hiện đại. Rất là hiện đại. Đó, cảm ơn chị nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, có con gái rất là dễ thương đó. Nhà trai đi với ai cưng? Nhà trai em đi với bạn thân. Này. Con chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan. Cùng chào con. Khán giả trên trường quay. Con là Tài, là bạn của Bắc. Dạ, con thấy thì bạn này rất là xinh xắn, ăn nói rất là thùy mị và nết na. Con nghĩ sẽ rất là tuyệt vời nếu như là bạn này và bạn Bắc cùng bấm nút. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn con. Thôi, 2, 3, mở vào. À, để coi hai đứa nhỏ nói chuyện sao nè. Điện tới đi con, Bắc. Tấn công Bắc ơi. Mình có một món quà nhỏ tặng bạn ạ. Chào Hồng Hoa, mình là Kha Bắc nha. Cảm ơn bạn. Thôi. Rồi, con ngồi đây. Con gái tặng cái gì đó, nói cho bạn biết đi, nói cho anh biết đi. Dạ, hôm nay con tặng anh một món quà nhỏ với hai cái bánh cốm với lại một quyển sách nói về tâm lý học, tình yêu. Còn nhà trai tặng nhà gái cái gì đây ạ? Bình giữ nhiệt ạ. Thì ý nghĩa của nó là để mình giữ ấm lòng em. Ý nghĩa của nó là để mình giữ ấm lòng em. Rồi, ngồi đi Bắc. Bạn nữ mình có thích nghe thổi sáo không? Mình thích á. Thì hôm nay đến trường quay, em tặng các bạn khán giả trong trường quay và hai MC bài Nụ Hồng Mong Manh.
Mình cũng muốn gửi tặng bạn một bài hát có tên là Say Nắng của Ami. Chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say, với môi cười sáng trong cho lòng bừng nắng. Em về gác tay nằm thao và thức, em nên hay không nên hay nên rung động. Em sợ một ngày nắng tắt khi cuốn theo cả cơn say anh, dẫu anh chẳng giống như em từng thầm nhớ. Nên là chắc em chậm thêm một chút, cơn say đi qua rồi yêu sẽ đến thôi. Hai đứa cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt đó, sau hai mươi mấy năm đó. Con thấy thì rất là dễ thương, cao ráo, cái cảm nghĩ và cái cảm xúc ấy nó rất là lãng mạn, mình cảm nhận như vậy. Còn mình thấy bạn tuy còn trẻ tuổi nhưng mà rất là ngoan hiền, rồi còn có bản lĩnh nữa, học giỏi, làm giỏi, thì mình rất là ngưỡng mộ bạn. Nếu mà mình quen nhau đi, bạn có cởi mở hơn với mình về cái vấn đề tình yêu hoặc là chia sẻ với nhau không? Mình là một con người khá là hiện đại và cởi mở luôn á. Tại vì mình đã từng có đam mê về tiếng Anh, cho nên là mình theo cái phong cách của bên phương Tây á, cho nên là mình tư duy của mình rất là tiến bộ và hiện đại luôn. Wow. Mình cũng cởi mở nữa. Wow. Cho nên là bạn yên tâm về cái vấn đề đó. Đối với bản thân mình á, về cái việc mà yêu nhau để xây dựng cái sự nghiệp á, mình sẽ đặt lên hàng đầu. Và sau khi đã có sự nghiệp rồi thì mình mới tiến tới hôn nhân. Thì nghỉ khoảng 2 năm á, thì bạn có chấp nhận điều đó không? Thì mình vẫn thấy ok, tại vì mình còn trẻ. Thì mình không muốn là một cái người bạn gái của mình nó phải chịu cực vì mình. Thí dụ mình lấy nhau thì mình có về Đồng Tháp làm dâu, mình lập nghiệp ở đâu? Anh có chịu em về làm dâu không? Hay mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Ở thành phố hay là ở dưới quê? Làm dâu hay không thì phải hỏi mẹ chứ. Mình đã đâu chứ được. Đối với một thằng đàn ông thì việc đầu tiên là phải có tổ ấm. Tổ ấm là bắt buộc phải có người phụ nữ bên cạnh mình. Còn nếu mà em theo anh thì ok, mọi thứ sẽ ổn hết. Nói đúng hơn là về đây anh lo đó. Nói đúng hơn là về đây anh lo đó. Thấy không? Thấy bản lĩnh đàn ông không? Ga lăng không? Nhưng mà gần như hình như chú thấy con chuẩn bị làm dâu sẵn sàng luôn rồi sao đó. Dạ, tại vì con biết làm việc nhà, biết nấu ăn luôn rồi. Cũng là một người phụ nữ của gia đình. Dạ, đâu, còn làm dâu là... thì mình còn phải ứng xử tốt nữa. Nhưng mà chú nghĩ là con làm được. Dạ, thật ra với tính tình của con á, mà nãy giờ chú thấy con làm được đó. Dạ, hả? Con sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ thế này. Tới đây, nắm tay bạn gái lên đi. Như xin phép, cứ nắm tay. Hai người nắm tay nhìn thẳng vào nhau nào. Hợp lý quá hả? Trời ơi, hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau để xem hai tay luôn. Xin phép cô nhìn tay. Dạ. Trời ơi. Ai nói dân kỹ thuật khô khan đâu. Điện tim đồ bây giờ nó tăng lên 100 rồi. Tôi phải bác sĩ nói với tôi mấy chuyện đó làm chi. Cảm nhận rất là mình nam nhi nhưng mà rung động vì một cô gái chứ mà. Thế đúng hơn là bông hồng này quá quá tỏa sáng chương trình hôm nay luôn. Còn em nhận về anh như thế nào? Em cảm thấy anh rất là tốt và rất là tự tin, can đảm, chân thật, chân thành nữa. Em mong muốn là mình sẽ có cơ hội đi cùng nhau lâu dài và có thể tiến tới hôn nhân. Trời ơi, được rồi, tốt quá. Hai đứa về ghế đi. Rồi, nãy giờ trao đổi với nhau hết rồi đúng không? Rồi. Sơ sơ hiểu nhau rồi đúng không? Dạ. Bây giờ chúng ta đưa ra quyết định được chưa? Cùng một Lan sẽ đếm nha. 1 2 3 Xin phép nó nhanh lắm mọi người ạ. Hả? Dạ xin phép. Hai đứa hẹn hò nhau được chính thức rồi đó, nắm tay đi. Con xin phép với mẹ của em là cho con được hẹn hò với em Hồng Hà. Đó, mày gật đầu rồi đó. Hả? Xin phép mẹ cho con hôn nụ hôn đầu tiên. Vì cho con xin thêm nụ hôn nữa cho nó chọn bộ. Vì cho con xin thêm nụ hôn nữa cho nó chọn bộ. Hình ảnh này
chú thích lắm luôn á. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Độc thân vui tính cua là dính bây giờ không có của bạn này nữa mà là của Ngọc Lan nha mọi người. Này phần quà của con. Rồi, như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đầu tiên cực kỳ dễ thương thưa quý vị ha. Còn bây giờ thì Quỳ Linh và Ngọc Lan giới thiệu quý vị và các bạn cặp đôi thứ hai. Xin mời. Dạ em với con em ạ. Con em là hiện tại đang 4 tuổi. Bé đã đi học mẫu giáo ạ. Hai tụi em dọn về ở chung á thì bắt đầu sẽ có những cái vấn đề mâu thuẫn xảy ra. Điều mà em sợ nhất á là chồng em đánh em. Tình trường mình sao? Tình trường em cũng trải qua một đời vợ. Rồi sau thì cũng có tìm hiểu hai ba người nữa, nhưng mà tới kiểu người ta thấy mình có đứa con trai riêng rồi, người ta không muốn tới tiếp với mình nữa thì thôi. Xin mời nhà gái. Wow, một cô gái thật là nóng bỏng. Mời nhà trai. Thôi mời em ngồi. Thôi mời nhà gái giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan, em xin chào anh Quyền Linh cùng chào toàn em. Thể khán giả đang tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Mỹ Hạnh, em sinh năm 91, hiện tại em đang ở khu vực Đồng Nai. Công việc của em là chủ của một shop mỹ phẩm, cũng kinh doanh, và hai mẹ con em đang sinh sống tại Đồng Nai luôn. Dạ em rất vui vì hôm nay được tham gia chương trình này, tại vì em đăng ký tham gia cũng khá là lâu rồi đó. Rồi, mời em trai. Em là Cường, đến từ Bình Dương. Công việc thì là kinh doanh, nhà trọ với cầm đồ. Em là gì Cường? Võ Văn Cường. Võ Văn Cường. Em sinh năm mấy Cường? Em sinh năm 1986. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì Cường? Em thì ưu điểm thì em sống có trách nhiệm, cũng thương người. Khuyết điểm thì em thường hay nói chuyện kiểu với người ngoài thì mình nhỏ nhẹ, nhưng người trong nhà thì mình có hay cáu gắt, nói nặng lời á. Ủa sao kỳ vậy, sao người ngoài mình nói nhỏ nhẹ mà người trong nhà mình lại nói nặng lời cáu gắt? Vâng. Là em có tìm hiểu nguyên nhân tại sao vậy không? Em cũng không hiểu, đang cũng nhiều lúc cũng, nhưng mà trong lòng thì vẫn thương người đó. Tức là mình bản tính nó vậy đúng không? Đúng rồi, bản tính như vậy, mình vẫn suy nghĩ là mình biết mình thương người đó và mình cũng kìm nén, nhưng mà nhiều lúc kìm nén không được nè, nói ra. Cái này là em nói được nè, thì anh nghĩ rằng em sẽ suy nghĩ được. Nhà gái đã nghe rồi, bây giờ tới nhà gái nè, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em rất là vui vẻ, hòa đồng, em thương người, giúp đỡ người khác. Cũng chính vì cái ưu điểm đó mà nó cũng khiến cho em trở thành cái khuyết điểm luôn. Tại vì em rất là hay giúp đỡ người khác, cho nên đôi lúc em bị người ta gạt á chị, cũng nhiều chứ không phải là ít. Còn cái khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính, nhưng mà nóng thôi chứ em cũng không có làm gì hết. Em nhiều khi em nóng quá, em tức quá thì em sẽ không nói nữa. Bên ngoài xã hội á thì sao cũng được hết, nhưng mà chỉ cần những người trong gia đình của em á, hoặc là người thân, người yêu thương em mà nói những cái lời mà nó hơi nặng á
thì em sẽ rất là dễ bị tổn thương. Chết rồi, bên kia thì nói ngọt với người ngoài, còn nói nặng với người nhà đó. Dạ em cũng hơi sợ điều đó. Tại vì em đã từng trải qua cái chuyện sống với chồng em cũng na ná giống như vậy á. À, em sợ. Na ná gì luôn á hả? Lúc nãy khi mà em có giới thiệu nơi của em ở là hai mẹ con em đang ở, thì chị Lan cũng đang thắc mắc là không biết là hai mẹ con là em với mẹ hay là em với con. Dạ em với con em ạ. Em là hiện tại đang 4 tuổi, bé đã đi học mẫu giáo ạ. Rồi ở Đồng Nai chỉ có hai mẹ con thôi hả? Dạ đúng rồi, cho nên cũng hơi buồn. Còn nhà đó là mình... Dạ em thuê để em kinh doanh và ở luôn ạ. Bên đây thì vừa có tiệm cầm đồ mà vừa có nhà trọ nữa. Dạ. Nói chung là nếu mà hai bên mà kết hợp với nhau thì cũng... Về chung mối. Về chung mối là cũng khá đó nha. Hai người đều làm chủ hết ha. Em có thể chia sẻ về cái mối tình đó được không? Dạ được ạ. Tụi em thì đến với nhau là do là tụi em làm chung một chỗ tòa nhà Sài Gòn Center bên quận 1 á. Rồi làm chung với nhau một chỗ cho nên là cũng có nhiều thời gian để mà gặp nhau, tụi em quen biết, rồi kiểu hay đi ăn cùng nhau ấy. Rồi một khoảng thời gian tụi em có quen, rồi sau đó tiến tới hôn nhân. Hai tụi em dọn về ở chung á thì bắt đầu sẽ có những cái vấn đề mâu thuẫn xảy ra. Điều mà em sợ nhất á là chồng em đánh em. Em đang mang thai, giai đoạn đầu là em bị ngán á, mà kiểu chồng em là đi làm PT, công việc của anh ấy thì giờ giấc nó không có được cố định, xong rồi tới 1-2 giờ sáng về là cái thời gian thường xuyên đi về của anh là thời gian đó. Có nhiều lúc em rất là bị tổn thương do thời gian đó là em mới mang thai, em thai nghén mà em lại phát hiện ra những cái vấn đề, em rất là buồn, như là em giặt đồ của chồng em thì em thấy rất là nhiều vết son hoặc là nước hoa nữ rất là nhiều. Em có hỏi rồi, xong rồi sau khi hỏi xong thì thay vì hai bên giải quyết được vấn đề á thì nó lại càng ngày càng trầm trọng hơn, và đỉnh điểm là Chồng em muốn em phá thai. Em không chấp nhận điều đó. Thật sự là tới bây giờ em vẫn còn rất ám ảnh luôn. Cái điều mà ai cũng gọi là thấy thương hết, đặc biệt là những người phụ nữ bị bạo hành như thế ha. Cũng chia sẻ với bên nhà gái nha. Dạ em cảm ơn ạ. Còn tình trường mình sao? Tình trường em cũng trải qua một đời vợ. Rồi sau thì cũng có tìm hiểu hai ba người nữa, nhưng mà tới hiểu người ta thấy mình có đứa con trai riêng rồi, người ta không muốn tới tiếp với mình nữa thì thôi. Con trai em mấy tuổi rồi? Con trai em 8 tuổi. Ở với ai? Ở với nội. Em với vợ em lấy nhau bao nhiêu lâu? Được có 3 năm. Rồi em hay cáu gắt chắc? Đúng rồi, em hay cáu gắt. Rồi vợ em ra đi. Vâng. Đó lỗi của em đúng không? Vâng, cũng lỗi của em. Đó, biết nhận trách nhiệm như thế anh nghĩ rằng là được. Miễn sao mình nhận ra cái lỗi lầm của mình là được, và mình khắc phục nó để người phụ nữ sau này đến với mình á, họ không phải chịu cái cảnh mà như vậy nữa. Cô gái bên này có một đời chồng và có một đứa con, và đây là con trai của cổ nè. Thì em cảm thấy như thế nào? Nó có phải là điều cản trở cho trong cái chuyện tình cảm của em sắp tới nữa không? Cũng có chút xíu. Cản trở về cái gì em? Cái thời gian tìm hiểu đó mình không có nhiều thời gian để sắp xếp. Em nói nó cũng hơi không công bằng lắm ha? Vâng. Tại vì bản thân em cũng đã có một đứa con mà. Nhưng mà vấn đề là tại vì con em ở với nội, em không có nuôi. Nên là em có nhiều thời gian. Còn đây là cô gái người ta nuôi con. Chị Lan lại nghĩ là khi mà bạn nghe câu chuyện này thì bạn dễ thông cảm hơn chứ. Tại vì mình đã có một đứa con mà. Quan trọng là sắp xếp thời gian tìm hiểu thấy hợp như được. Thật ra là nhà gái cũng phải lao động gấp đôi thì mới đủ tiền để nuôi con. Thì thời gian của người ta cũng không có nhiều. Đúng rồi. Thì mình phải là người chủ động. Cô gái bên kia cũng là chủ rất là năng động luôn đó. Không phải đơn giản đâu nha. Chứ cỡ cô gái này thì rất nhiều chàng trai theo đuổi luôn đó. Đúng. Em mong muốn một người yêu lý tưởng của em, một người mà có thể kề vai sát cánh với em như thế nào? Tiêu chí của em là một người đàn ông phải bản lĩnh. Có nghĩa là chấp nhận được những cái rủi ro trong quá khứ của người phụ nữ của mình. Mình chịu lắng nghe, mình chịu chia sẻ, yêu thương con của em. Đó là một cái tiêu chí quan trọng. Rồi, nhà trai, mình muốn tìm một nửa mảnh ghép như thế nào?
À, biết nội trợ là được rồi. Ngoại hình bình thường, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ thôi. Nó thấy bạn này có vẻ chán chán sao á nè. Bạn nào? Em á, chị đang đáy lên đây mà. Em không có nhiệt huyết trong chuyện tìm bạn gái hay sao, em thấy chán chán sao. Hơi nhút nhát mà cũng ít có tiếp xúc nhiều với bạn gái hay sao á. Hơi nhát đúng không? Đúng, hơi nhát. Nhát đúng không? Nhát hay là do gì? Hay là do nghe bên kia người ta có con rồi cái hơi quải? Hơi nhát thôi. Mà nhứt gái một con, nhì thuốc ngon nửa điếu. Nhứt gái một con, nhì thuốc ngon nửa điếu. Trời ơi, hay quá, xuất sắc. Em gái đi với ai? Dạ em đi với một hai bé em với lại con em. Dạ em chào mọi người, chào hai MC. Em là Dương, em là em gái chơi chung nhưng mà cũng khá thân như em trong gia đình. Em thấy nhà trai sao nãy giờ, em đánh giá sao nè? Em thấy anh hơi rụt rè, có vẻ không tự tin nè. Hay là có ai ép anh không? Hay là có ai ép anh không? Bé hỏi cầu đáo để gì? Không, không ai hết anh ấy. Hai người mà đến với nhau, tìm hiểu với nhau á, thì anh có ngại đứa bé không? Chỉ ngại một chút xíu thôi. Chỉ ngại một chút xíu thôi. Ngại một xíu là sao Cường? Tại vì em nghĩ sau này trong lúc chăm con ấy thì người ta thường hay nói con anh con tôi ấy, thành sợ cái vấn mấy cái vấn đề sau này ấy. Trời ơi, bao nhiêu cặp họ cũng vỡ, gọi là lỡ chuyến đò, họ cũng cặp với nhau. Họ không, thật ra thì cũng tùy tính cách mỗi người. Cũng sẽ có những người họ không thích. Tuy là họ có gia đình, họ có con rồi, họ cũng đã lỡ bước rồi, nhưng họ không thích kết nối với một người có gia đình và có con. Thôi để chút mình gặp nhau coi nó có vấn đề gì, xong mình nói ra luôn ha. Hồi nãy con thấy mẹ khóc không? Thấy mẹ khóc không? Nó chưa biết gì đâu. Thấy không con? Thấy thương mẹ không? Có. Thương hết toàn người mẹ, mẹ mốt mẹ khóc rồi con mới lau nước mắt cho mẹ nghe không? Dạ. Trời ơi, giỏi không? Thôi được rồi, bây giờ hai bên gặp mặt đi. Thôi, mở ra. Ok Cường, nào bắt đầu công việc của mình đi. Chào em. Dạ em xin Cường chào. Cũng đẹp trai mà, cũng phong trần mà, mạnh mẽ lên nào. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ em cũng có món quà gửi tặng anh, kèm với lại một cái phần ăn mà em đã chuẩn bị từ hôm qua. Và sáng nay em có mang theo, đó là món bò lúc lắc sốt cà phê. Em tự làm tay quà nấu. Làm ăn được không? Không, sáng nay có hâm lại rồi để đem lên nóng. Dạ em chuẩn bị từ hôm qua nhưng mà sáng nay em mới bắt đầu em nấu và mang tới đây nhờ chương trình hâm lên. Anh thử để coi thử cái tài nghệ nấu ăn của em có đúng theo cái yêu cầu cần một người phụ nữ nội trợ của anh không? Hồi nãy em có nghe là anh tên Cường, sinh năm 86, em thì 91, nhỏ hơn anh 5 tuổi. Dạ. Mà nhìn em cũng xinh nhỉ? Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, không biết là anh cảm nhận em như thế nào khi mà mới lần đầu gặp mặt ạ? Nói chung lần đầu gặp mặt thì thấy em xinh. Nói chung là tính cách thì em biết sao, nhưng anh nhìn qua thấy cũng phụ nữ truyền thống đấy. Dạ, em ngon cảm ơn anh. Ngon. Ngon. Đồ ăn á, tôi đang hỏi đồ ăn ngon không? À đồ ăn hả? Thịt bò ấy quá. Dài quá vậy. Hay lắm. Thôi về vị trí ngồi đi Cường. Đó. Bây giờ để ra đồ đây. Mời hai bạn cảm nhận về nhau. Hai bạn cứ trò chuyện với nhau đi nào. Cái tiêu chí mà một người phụ nữ của anh á, hồi nãy thì em nghe thì nó cũng hơi chung chung. Cho nên là em muốn nghe rõ hơn cái người phụ nữ mà anh đặt cái mục tiêu ra trong tương lai á. Tại nhà anh cũng thiếu gì nữa đây. Nói chung là khổ cũng khổ, nghèo cũng nghèo, mà giàu cũng đầy giàu, chỉ thiếu có vợ thôi. Thì quan trọng người vợ thì bếp núc cho nó sạch sẽ gọn gàng là được. Nói chung là anh thấy em như vậy là cũng là được rồi. Dạ. Yeah. Rồi em còn muốn biết gì nữa không? Anh có thể nói chuyện với mọi người, giao tiếp với mọi người rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái lý do tại sao anh lại gọi là cáu gắt hoặc là khó chịu với những người thân yêu hoặc là những người trong gia đình của mình á, có một cái lý do đặc biệt nào đó không ạ? Ví dụ anh nói chuyện với em gái của anh đi, anh sẽ giao tiếp kiểu nó như thế nào? Nhiều lúc cũng như vậy luôn, với cha với mẹ cũng vậy. Cái này á là bạn bị một cái chứng bệnh, đó là bệnh ỷ lại. Dạ. Yeah. Tại vì đối với người ngoài á,
bạn biết rằng người ta sẽ không chiều chuộng bạn, không tha thứ cho những cái lời nói của bạn nói ra làm người ta tổn thương. Nhưng bạn ỷ lại một điều rằng gia đình là người nhà, là máu mủ ruột thịt, là những người chắc chắn sẽ luôn luôn yêu thương bạn, cho nên chắc chắn người ta sẽ không buồn và không giận bạn vì những lời nói mà bạn nói ra. Cho nên khi mà bạn về nhà, bạn nói chuyện với người thân trong gia đình, nói với những người thân yêu của bạn, thì bạn luôn luôn sẵn giọng vì bạn tin là người ta sẽ không rời đi. Đó là ỷ lại. Anh có một đứa con thì cái bạn gái bên kia bạn ngại. Đúng rồi. Và bây giờ anh đặt cái điều đó ngược lại đối với em là anh ngại con em, đúng không ạ? Đúng rồi, anh ngại sau này á, sợ xảy ra trường hợp là con anh con tôi, tại anh có làm bên dịch vụ chuyển tiền, thấy vợ chồng cứ giấu nhau chuyển tiền cho con liên tục, khi chuyển nhiều nhất thì 2 triệu, chuyển ít nhất thì 500, mà cứ giấu như vậy mình thấy nó gọi là không có rõ ràng, không có minh bạch á, cứ giấu, thấy nó không có thoải mái. Xuất phát từ cái đó anh thấy như vậy là người vợ người ta, như vậy là người ta sẽ giấu mình, có thể với người chồng đó cũng có thể là giấu vợ, như thế là sau này kiểu gì cũng sẽ sinh chuyện rồi lại là ly hôn nữa, rồi lại tan vỡ nữa, lại buồn nữa. Vậy rồi tới chừng nào bạn mới có vợ được? Thì đó thì cũng không biết nữa, giờ khó quá. Bạn đưa ra một đề bài rất là khó và tự bạn đưa bạn vào trong ngõ cụt luôn, đúng không? Theo cảm nhận của em á, nếu mà anh muốn thay đổi cái vòng luẩn quẩn đó của anh á, thì anh phải đặt cái niềm tin vào cái người phụ nữ đó. Và khi cái người phụ nữ đó cảm nhận đủ được cái sự mạnh mẽ của anh rồi thì người ta cũng sẽ tin tưởng ở anh. Và cái chuyện mà cô muốn chuyển tiền cho người này người kia, tất nhiên là hai vợ chồng sẽ có một cái quá trình trao đổi, chứ không có chuyện là tôi muốn chuyển bao nhiêu tôi chuyển, anh muốn chuyển bao nhiêu chuyển, là em thấy cái sự liên kết nó không có, cái niềm tin nó không có. Đúng rồi. Dạ. Cái quan trọng lớn nhất là bạn phải yêu thương được con của cái người đối diện. Khi bạn đủ cái tình yêu thương với một đứa trẻ thì bạn sẽ làm hết cho họ. Tới lúc đó bạn không còn phân biệt đó là con của cô gái đó hay là con của mình. Thật ra là có hai vấn đề khi người ta đến với một cái cuộc tình dở dang đó. Đầu tiên là người ta phải yêu cái người con gái đã. Có đôi khi ta yêu người con gái xong ta mới yêu con của người gái đó. Và cũng có trường hợp ngược lại, người ta yêu con của người con gái đó xong người ta mới yêu mẹ người gái đó. Thì bạn chưa nằm ở trong trường hợp nào cả. Nó là như vậy đó Cường. Bạn cũng đã nhận ra rằng là khi người ta đến với bạn vì bạn có con riêng cho nên người ta ngại, người ta rút lui. Thì bây giờ bạn lại đưa bạn vào trong cái câu chuyện đó. Thật ra người đàn ông bản lĩnh đó, mình không có sợ điều gì cả. Đúng. Khi mình yêu rồi đó, tất cả đều không có nghĩa gì với tình yêu của mình hết trơn. Tình yêu nó không phân biệt bất kỳ một người nào, không phân biệt giới tính, không phân biệt người đó là có đã ly hôn rồi hay chưa, hay là không phân biệt tuổi tác. Ở đây là bạn đang có cái sự phân biệt rồi. Câu chuyện thế này, thật ra các bạn lớn rồi, các bạn đủ để các bạn đưa ra quyết định của mình. Anh nghĩ bây giờ mình cũng phân tích nhiều rồi ha. Các bạn có thể đưa đến quyết định luôn cho nó nhanh. Các bạn có một cơ hội 30 giây đến đây. Cường cứ nhìn thẳng vào cô gái đối diện. Em chỉ nói về cô gái này thôi. Em thấy trước mắt em cô ấy như là người như thế nào? Nãy giờ nói chuyện thì nói chung là thời gian nó ngắn, mình cũng không hiểu hết được về nhau. Hy vọng là sau chương trình này mình cứ bấm nút hẹn hò đi, rồi tìm hiểu tiếp. Nếu được thì tiến tới hôn nhân. Còn các cái vấn đề ví dụ như chi phí gì anh lo hết. Anh có nhà ở Bình Dương này. Nói chung là không ngại đi xa, nói chung là thời gian thì anh sắp xếp được. Tại vì anh là tự do tài chính, tự do thời gian. Chỉ có là vấn đề ở em thôi. Cường nói rằng em cứ bấm đi, mọi thứ anh lo hết. Nhưng thật sự với cô gái trước mặt, em có một chút gì rung động hay không? Em còn ngại chuyện con cái nữa không? Chút chút thôi. Đó, chỉ băn khoăn điều đó thôi. Bây giờ anh muốn em nói điều gì đó lại về con của cô gái trước mặt em. Sau này mà em với anh về chung một nhà ấy, con em cũng như con anh. Kề ghế ngồi đi Cường. Quyết định là do em. Nào, để tay vào nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ. 1 2 3 Hết thời gian.
Em thật sự xin lỗi vì đã không bấm nút. Tại vì tìm một cái người mà thật sự họ phù hợp với mình không phải là ngày 1, ngày 2. Tuy nhiên là cái quan điểm của anh ngay từ đầu về cái người phụ nữ đó cũng nó có giới hạn đối với em á. Thứ nhất là em chưa đủ tin. Đó, chưa đấy. Đủ lòng tin thôi. Anh lên đây ấy, thì nói chung là anh nói cũng có hay. Dạ. Anh biết em nói rất hay. Mà lòng anh thì là xác định rồi. Tại anh cũng phải đi chơi, tại anh cũng có công việc, tại em chưa tin anh nhiều thôi. Không biết là anh bở vai anh vững chắc hay không, nhưng mà nói chung là tài chính từ lúc mà lấy vợ tờ là anh lo hết. Em có nghe nhưng mà nãy giờ em cũng chưa có đề cập cái vấn đề tài chính lắm. Thật sự với em đó không phải là vấn đề quá to tát. Ở đây nhà gái không đề cập một chút nào về tài chính. Đúng rồi. Và chúng tôi cũng không yêu cầu bạn là phải lo về tài chính cho chúng tôi. Chỗ dựa vững chắc nó là tinh thần. Cái người phụ nữ khi mà họ đã một lần ly hôn rồi, họ chịu nhiều cái tổn thương như vậy rồi, thì họ cần cái tinh thần rất là nhiều. Ở đây Lan rất là tôn trọng và rất là gửi một cái lời cảm ơn với bạn, vì bạn rất thật thà với cái cảm xúc của mình. Bạn có sao bạn nói vậy? Thôi coi như hôm nay mình không có duyên bấm nút với nhau. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC 35Z. Nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC 35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139, an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Sweet Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Cảm ơn chị Ngọc Lan rất là nhiều, cảm ơn Quyền Linh rất nhiều. Cảm ơn hai bạn. Chúc hai bạn luôn luôn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi, nào hãy xin số điện thoại lại với nhau để cùng trò chuyện với nhau các bạn nha. Em tận trong tim. Có nghe được kịp lời bài hát không? Thấy nghe giọng hát hay, không có nghe kịp. Trời đất ơi là trời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào với cặp đôi của ngày hôm nay. Hello em trai. Em xin chào chị Cát Tường. Một chút xíu nữa bạn gái vào là mình sẽ nói lớn lên em nha. Dạ. Rồi bây giờ chị Tường sẽ ra để đưa bạn gái của em vào đây. Nóng sợi, đây ghế đây rồi nha. Rồi mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Dạ, alo em, mời em trai giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường và bạn gái bên cạnh. Em tên là Trần Anh Chiến, quê ở miền Trung, quê ở Quảng Bình. Em và sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chiến đang làm công việc gì? Hiện tại em đang là kỹ sư của công ty xây dựng ạ. Kỹ sư công ty xây dựng, làm việc ở đâu Chiến? Em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Vừa tròn 30 tuổi ạ. 30 tuổi, rồi. Mời em gái. Chào chị MC Cát Tường, chào bạn trai bên kia trái tim và những bạn đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Phiên Bản Ăn Trưa. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thủy, năm nay em 29 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Bình Phước, mình đang làm công việc gì em? Dạ em công tác trong ngành y và em làm bên khoa sản, trung tâm y tế thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Làm khoa sản là cụ thể mình làm công việc gì em? Dạ khoa sản là chị cũng biết đấy, mọi người hay nói là đỡ sanh chứ chị, đỡ đẻ. Mà em đỡ luôn hay là? Dạ. Em có biết em đỡ được bao nhiêu ca rồi chưa? Dạ em không nhớ, tại vì tới tour trực mình là mình sẽ đỡ sanh. Làm công việc đó có áp lực gì không em? Dạ nói chung là công việc thì hầu như là tụi em phải thức đêm rất là nhiều, cũng có nhiều áp lực nhưng cũng có nhiều cái vui. Cái vui là khi tụi em đón được một đỡ được một em bé chào đời một cách tiếng khóc là tụi em cũng thấy hạnh phúc trong lòng. Sao em nghe cái công việc của bạn gái như vậy em cảm thấy như thế nào? Em thấy công việc của bạn gái thì không biết bạn gái có
đủ sức khỏe để cố gắng. Thật ra công việc cũng khá là vất vả. Đâu, em hỏi thử coi là tình hình sức khỏe của cổ hiện tại như thế nào, em hỏi đi. Em cho anh hỏi nếu làm vậy thì thời gian dành cho cá nhân như thế nào? Dạ em, tại vì là tụi em trực một ngày sẽ được ra trực một ngày, thì cái thời gian đó là em sẽ bù cho cái ngày, ví dụ như cái ngày mình ra trực là mình ăn uống bù này, mình ngủ bù này, rồi làm việc gì cá nhân. Tại do tính chất công việc của em là phải đi trực, mà thường là cuối tuần cũng phải trực nữa chị. Ví dụ như bạn bè rủ chơi, đi chơi 2-3 ngày đi mày, không phải thông báo trước là mình mới sắp xếp được chị, chứ mình bảo là đùng một cái là đi chơi là chứ không có được chị. Rồi bây giờ chị hỏi điểm mạnh điểm yếu của tụi em là gì nè. Em trai trả lời trước nè, điểm mạnh của em là gì Chiến? Điểm mạnh của em thì cần cù và chịu khó. Còn điểm yếu của em thì các môn về thể thao, em yêu thích thể thao nhưng mà em ít khi chơi thể thao lắm. Lý do tại sao yêu thích thể thao mà ít chơi thể thao? Ở quê cũng công việc mà em thì làm phụ việc nhà với gia đình nhỏ, thì em không chăm lo đến cái thời gian cá nhân của em nên em không quan tâm đến cái vấn đề đó. Rồi em có khỏe không? Em khỏe. Sao em biết em khỏe? Thì em làm thì em biết con người em ngáng chừng như thế nào. Thì kỹ sư xây dựng là có ra công trường không? Em hiện tại thì vẫn đi theo dự án đó chị. Là cũng có ra công trường chứ gì đúng không? Rồi, điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em hả? Có nhậu không? Ra công trường nó có nhậu nhiều không? Không, mà công việc của em thì cũng là ít. Chị có thể nói là ít vì công việc nó nhiều thì bọn em thường làm về cũng tối tranh thủ nghỉ ngơi. Mình có tật xấu gì không? Lẽ người không có khuyết điểm gì, phải xấu. Có chứ. Xấu à, chắc chỉ có đam mê thể thao thôi. Đam mê thể thao sao xấu? Lúc nhỏ em hay xem đá bóng, thường vào xem thường tầm khoảng 2-3 giờ đêm, có khi lại cho nên là mất ăn mất ngủ. Thức khuya lại. Có cá độ không? Cá độ thì không. Thế còn em gái sao nè, điểm mạnh điểm yếu của em? Dạ, điểm mạnh của em là em hòa đồng vui vẻ, là người dễ gần. Còn điểm yếu chắc em cũng nhiều lắm, nhưng mà ví dụ như mà em khi mà em có cái tâm trạng giận hờn ai là nó biểu hiện trên khuôn mặt, khó em vào trong lắm. Ví dụ khi giận hờn ai là mình phải tìm cái người nào để mình tâm sự cho bớt đi chị. Đúng rồi. Thứ hai là em hay giận, nhưng giận là 5 phút là quên liền à. Dạ. Còn gì nữa không? Hay quên, chưa cẩn thận. Ví dụ như mà chìa khóa bỏ cốp xe, đẩy cốp xe là bình thường chị. Vậy thì em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Thì em mong muốn tìm bạn trai, nghĩa là cái chiều cao, tại em cao 1m67 thì em mong muốn là bạn trai cao em khoảng 1m7 trở lên. Thứ hai là công việc thì anh ấy, nghĩa là em không biết anh làm công việc gì, nhưng nghĩa là có thể tự nuôi sống bản thân mình được, không phải dựa dẫm vào bố mẹ. Hai là tính cách là mong anh là một người trưởng thành, điềm đạm như mình. Em đoán anh bên này là người như thế nào? Nãy giờ mình nghe kiểu nói chuyện, mình đoán anh sao? Em nghĩ anh là chắc là một người điềm đạm, chắc là cao khoảng tầm 1m7, có thể là hơi mụn miệng một xíu. Chà, em đoán anh hơi mụn miệng một xíu. Tại anh nghe giọng nói thôi chị, chứ em đoán nghe thôi. Cái giọng nó nặng á, phải không? Hơi mũm miệng một xíu. Dạ. Mà em thích người mũm miệng mà là thích người. Dạ, em cũng thích người hơi mũm miệng một xíu cũng được. Rồi. Dạ. Tóc tai quần áo em đoán ảnh như thế nào? Mắt mũi miệng như thế nào? Em nghĩ là dân kỹ sư thì người ta sẽ không cầu kỳ nhiều. Em nghĩ là anh hôm nay anh sẽ đi sẽ là gọn gàng. Gọn gàng. Dạ. Dân kỹ sư mà cũng không có trao chuốt gì đâu. Ra hiện trường, ra công trường mà mộc mạc. Dạ. Rồi, thế còn em muốn một người bạn gái như thế nào? Em thì muốn một người bạn gái của em là về ngoại hình thì cao 1m55 trở lên bình thường. 55 trở lên bình thường. Còn về tính cách thì rất nhờ quan tâm và chia sẻ. Em cũng quan trọng về cái chuyện ví dụ bạn gái có biết nấu ăn, hoặc là đối với cha mẹ thì biết cách giao tiếp. Cái đó chút xíu nữa mình sẽ trực tiếp trao đổi với nhau xem ha. Em nấu ăn được không Cưng? Dạ em thì do công việc của em chỉ có đi trực và đi ở nhà, nhưng mà những cái hôm ở nhà thì em sẽ tự nấu món ăn như mình, nhưng mà em thích đồ kho và sở trường của em là luộc. Cái gì em cũng có thể luộc. Dạ. Đơn giản, bắt nước lên và luộc. Dạ. Ăn đồ luộc nha Cưng nha, chịu khó ăn đồ luộc nha. Thì em đoán thử coi nãy giờ cô bên này như thế nào, vóc dáng ngoại hình cổ như thế nào, mặt mũi cổ như thế nào? Em nghĩ bạn gái bên cạnh thì hơi mập mập một tí. Hơi mập mập một tí, tóc tai. Tóc thì em đoán tóc vừa ngang vai. Vừa ngang vai, đó cũng hay quá, hay giống thầy bói ghê luôn. Chút xíu nữa sẽ cho hai bạn xem, nhưng mà trước tiên thì mình đi một chút xíu về cái tình trường đi. Thế em gái em đã trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ em hiện tại thì em đã trải qua 2 mối tình. Khi mà tìm hiểu 2 mối tình đó thì có những cái quan điểm mà tụi em không hợp. Dạ sau đó thì em cũng có tìm hiểu thêm 1-2 bạn, nghĩa là chỉ tìm hiểu tính cách trước, nhưng mà không có hợp, nên là hơn 1 năm nay thì em không có chính thức không có tìm hiểu ai. Không hợp là không hợp về cụ thể là không hợp về. Dạ mối tình đầu tiên của em thì do là công việc, khi mà lúc đó là em mới vào Bình Phước em lập nghiệp, em học xong là em lập nghiệp ở Bình Phước luôn, thì cái bạn nam này ở quê gần nhà em luôn,
Thì khi mà bạn ấy không xin việc được trong này, thế là bạn gia đình bạn yêu cầu bạn là phải lên Gia Lai. Thế là tụi em chia tay. À, do xa nhau. Dạ. Rồi, cái người thứ hai. Còn mối tình thứ hai thì đang quen, tự nhiên mà cái bạn nam đó bạn lơ luôn. Xong rồi 2-3 tháng sau bạn đi lập gia đình. Trời ơi, không vậy là người ta không thiệt tình với mình rồi. Dạ, sau đó là 1 năm sau là bạn có nhắn tin hỏi thăm em. Em chỉ nói một câu mà tới giờ chưa thấy bạn nhắn tin lại lần nào. Nên em chỉ nói là cảm ơn ngày đó là rời xa để Thùy biết là Thùy phải cố gắng chỗ nào. Rất thầm thúy và sâu sắc. Thôi, không phải duyên của mình thì dạ, là như vậy thôi. Biết đâu dạ, vậy sau này mình sẽ có một những cơ hội tốt hơn. Dạ. Thế còn em, tình trường mình sao nè? Em thì chưa có mối tình nào cả. Chưa có mối tình nào hết. Khi nãy giờ tôi nghi rồi, tôi thấy sao mà rụt rè, nhút nhát dữ vậy. Tự tin lên nè. Em thì tình nhỏ lớn em chỉ có đi học, lớn lên đi học và đi làm thôi. Còn về tình yêu thì lúc đó em cũng xác định em cũng chưa muốn có người yêu, chưa muốn lấy vợ. Thì bây giờ muốn chưa? Dạ thì em muốn. Bây giờ thì em muốn. Dạ. Coi chừng muộn. Bây giờ mình không có kinh nghiệm gì hết, bây giờ làm sao mình chinh phục được bạn gái? Theo em nghĩ đi, bây giờ sao? Theo em thì bây giờ hai người tự nguyện đến với nhau thì đầu tiên là phải sự chân thành. Trước tiên em cần sự chân thành và bản thân em đủ tự tin không? Đối với em thì đủ tự tin, có bạn gái thì em sẽ chăm lo và quan tâm chia sẻ nhiều. Chút xíu nữa mình phải cố gắng thuyết phục bạn gái nha. Đây là một cô gái cho thấy rất là cá tính, rất là dễ thương đó, mà em thì chị đang ái ngại nè, chưa có kinh nghiệm nè, rồi hơi nhát nữa, là không biết là có chinh phục được bạn gái hay không. Bây giờ xin mời hai bạn, chúng ta sẽ được mở cánh cửa trái tim này ra để chúng ta có gặp nhau. Mở cửa trái tim. Rồi, chúng ta chào hỏi nhau rồi hai bạn. Chào em. Dạ, đây là món quà và đây là cái dòng sách mà em hay đọc. Em tặng em làm như miệng. Cảm ơn em. Anh có bó hoa anh gửi tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi. À, bây giờ Cát Tường sẽ mời hai bạn, chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng Võ Hậu Phúc. Rồi chúng ta sẽ có thời gian tâm sự riêng với nhau ít phút, được không nè? Tự tin lên nha cưng nha, mời món ăn vào ạ. Xin mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Võ Hậu Phúc. Hôm nay chúng ta sẽ có xíu mại nè, chân gà nè, đậu hũ kia cuộn tôm, bánh bao xa xíu mật ong, bánh cuốn tôm tươi. Thật là tuyệt vời. Hay, bây giờ hai bạn ha, vừa thưởng thức nè, vừa trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau. Ít phút nữa thì chị Tường sẽ quay trở lại. Dạ, em còn. Ăn trưa ngon miệng ha. Dạ, rồi, tạm biệt hai bạn. Ga lăng lên nè, ngồi thẳng lên, ăn. Mời bạn gái ăn. Dạ, em mời anh. Mời em. Dạ. Anh ơi, cho em hỏi là công việc của anh thì anh có phải hay đi xa không anh? Anh thì tùy theo dự án em, thì anh thì làm công ty. Nhưng mà tùy theo dự án, có thể là đi xa, có thể là cũng có thể là ra ngoài Bắc. Tại vì là em nghe nói xây dựng là đi xa mà đi mấy tháng liền luôn anh, theo dự án là mấy tháng luôn. Vì công việc của anh thì công ty chính của anh là ở Hà Nội. Còn dạ, ở trong Sài Gòn thì là văn phòng thôi. Dạ, dạ. Cho nên là, nhưng mà chủ yếu anh thì làm ở trong thị trường miền Nam. Dạ, tại vì là anh cũng biết công việc của em đấy, nhiều khi đi chụp em sợ lệch với giờ của anh. Em mời anh ạ. Mời em. Ủa, em thấy anh có vẻ run quá à, cứ bình tĩnh đi anh. Anh hồi hộp quá. Dạ. Này anh bảo là anh chưa có mối tình nào thì em muốn hỏi là chưa một lần rung động sao anh? À, anh thì có rung động nhưng mà anh cảm giác rung động nhưng mà anh không có dám thổ lộ á. Anh thì nhát. Vì khi đã yêu ai thì anh xác định là yêu và lấy người ta. Dạ. Và không để cho người con gái mình thiệt á. Dạ. Mình chỉ sợ làm người ta tổn thương thôi. Dạ. Ví dụ như giờ hẹn hò với em này, bây giờ thời gian nào hẹn hò với em này, hay là anh đi riết mấy tháng theo công trình luôn? Anh thì kỹ sư thì anh sắp xếp được những cái công việc và trao đổi được với anh em làm thì cuối tuần hoặc là cuối tháng thì anh sắp xếp được công việc thì anh. Dạ. Tại vì là em ở Bình Phước, anh ở Sài Gòn, thì ví dụ như là anh nên thăm em hay em nên thăm anh nhờ? Cái này thì để anh thăm em. Dạ. Anh mời đi anh. Em chung. Dạ. Anh có gì mà anh hỏi em, anh cứ tự nhiên đi. Anh cho anh hỏi thêm câu, đối với em thì em nghĩ mà nếu chứ lập gia đình thì em nghĩ chuyện quan trọng ví dụ là về bố mẹ hoặc anh chị em trong nhà thì liệu
mình có giao tiếp và mình có sắp xếp, mình có nói chuyện được, có hòa thuận được với mọi người trong gia đình không? Dạ, cái này thì ông không phải lo, tại vì là em, thế là em cũng đi ra là hơn 10 năm nay rồi. Thứ hai, điều đầu tiên của em đó là chị Hiếu. Thứ hai đó là tôn trọng những người lớn. Còn về cái mà hòa thuận anh em cho gia đình là em sẽ tự bản thân mình sẽ biết thích nghi với mọi người. Dạ. Rồi anh có hay về quê không? Anh thì một năm thì anh về một lần. À dạ. Ờ, em thì thỉnh thoảng em có khi gia đình có việc hoặc là một năm về một lần. Nhưng mà thường vào các dịp lễ Tết là em ít khi về được, tại vì em bận trực. Cho anh hỏi câu lần đấy, chứ dạ. Mà thời gian mà ví dụ như anh mà thời gian sắp xếp hẹn hò đối với em mà không có kịp thời gian hoặc cái thời gian anh bận thì liệu em có thông cảm được cho anh không? Dạ, cũng giống như em, cái công việc của em là hay trực, không có, nếu mà thời gian bảo là sắp xếp liền thì rất là khó, nên là em cũng hiểu cho anh, tại vì ai cũng có công việc riêng, cuộc sống riêng của bản thân mình nữa. Bên đây cũng bận, cũng trực, bên đây cũng đi theo công trình, mà sao nãy giờ đồ ăn ngon vậy, lo nói không ăn miếng nào hết trơn vậy nè. Rồi bây giờ chút xíu nữa hai bạn sẽ ra ngoài ăn riêng với nhau ha, để mình tiếp tục chương trình. Thật sự hồi nãy giờ chị ngồi ngoài chị lắng nghe mà chị thấy cũng có những cái nó hơi khó với hai bạn, nhưng thật ra mình yêu xa còn được, huống chi là mình ở gần nhau. Tại thật sự nếu mà mình có cái tình ý với nhau á, mình cũng sẽ sắp xếp được hết thôi à. Ở bên đây thì cũng trực công việc, bên em thì cũng đặc thù công việc. Nhưng mà quan trọng là mình có hợp với nhau hay không. Thế thì nãy giờ ngoài những chuyện hỏi thời gian, mình có hỏi gì về tính cách của nhau hay không, mình có hỏi gì về kế hoạch của tương lai, hay là về những cái quan điểm như thế nào về tình yêu hay là hôn nhân gia đình, mình có hỏi những cái đó chưa? Đó, thấy không? Em quan điểm như thế nào về hôn nhân? Tình yêu trong hôn nhân thì đầu tiên thì em không có muốn sự giả dối. Và nói chung là đầu tiên là em cảm nhận được cái sự chân thành và lo lắng cho nhau. Em nghĩ như vậy vì em. Còn em? Em nghĩ là điều gì quan trọng nhất trong cái tình yêu của hôn nhân? Dạ, em nghĩ là điều quan trọng nhất trong tình yêu đó là cái sự tin tưởng, trách nhiệm và thủy chung với nhau. Nên là biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết quan tâm tới nhau. Để cho hai bạn có thể là cho nó thoải mái hơn ha, có để chút xíu nó dễ dàng mình có quyết định bấm nút hay không. Bây giờ hai bạn hãy chơi một trò chơi nho nhỏ của chương trình, mình bóc một lá đi em, rồi đọc lớn lên thôi coi nè. Yêu cầu bạn nam kể một câu chuyện hài khiến bạn gái bật cười. Kể một câu chuyện hài cho bạn gái cười. Chị nghĩ em chỉ thật thà em kể chuyện là bạn gái cười rồi đó. Dạ, em thích nghe gì thật mà. Đúng rồi, mời em. Kể chuyện gì em? Chuyện gì, thí dụ em đi làm có chuyện gì vui. Anh kể chuyện lần đầu anh rung động đi. Đúng rồi. Đối với anh lần đầu rung động thì anh chắc xấu hổ. Xấu hổ thôi. Lần đó là lần nào, như thế nào? Trời chua, cô dễ cười vậy. Người ta chưa kể gì chưa cười luôn rồi. Lần đó là lần nào, năm nào, thì gặp người ta ai? Cười rồi, đó là cười gì? Lắm, không, tôi chưa cười. Lần nào gặp ai mà rung động? Bao lâu rồi, nhớ không? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên thì em gặp bạn, bạn cùng lớp thôi. Bạn ấy vừa cùng quê với em thì em chỉ rung động là em nhìn thấy, đầu tiên em nhìn thấy là người ta đẹp và người ta là học giỏi. Rung sao? Lúc đó rung động ở trong người như thế nào? Thì em thấy thì ngồi sau thì em thấy cũng muốn tiến tới ngồi hỏi thăm, hỏi quan tâm, nhưng mà em thấy xấu hổ. Em không ngại, em không đến. Trời ơi, dễ cười quá. Sao cũng cười, lúc đó tim đập mạnh hay là tay chân có run rẩy hay là nhịp thở có dồn dập hay là lúc có gì khác bình thường không? Tim đập mạnh chưa lắm. Tim đập mạnh lắm. Thế nãy giờ ngồi đây tim có đập mạnh hơn không? Lúc cửa đó tim là mở ra, là lúc chị đi ra ngoài tim em có đập mạnh không? Nãy có giờ chị. Có rung động không? Có chị. Có hả? Rồi bóc một lá đi. Rồi đọc lớn lên. Đọc lớn bạn lên coi. Bạn nữ hãy kể ra 5 điểm thích nhất ở bạn nam đối diện. Rồi mời em, 5 điểm gì ở bạn nam mà bạn thích nhất? Dạ, răng khẩn. Răng khẩn. Dạ, thứ hai là có vẻ nhìn mặn, là người hiền. Hiền. Thứ ba là các kỳ chuyện cũng khá là chân thật. Chân thành. Thứ tư là cái điểm nhút nhát của bạn. Nhút nhát. Dạ. Nhiều. Cuối cùng. Rồi. Điểm thứ năm đó là gộp tất cả những 4 điểm còn lại là bạn là người thật sự là chân thành. Chân thành. Rồi bây giờ chị hỏi nè, nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân? Thì vì tuổi em cũng lớn rồi, nếu như được thì tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm, em chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ chưa? Em cũng chuẩn bị một ít và cũng có sự hỗ trợ của gia đình. Ok, gia đình. Nếu lấy nhau thì em nghĩ là mình sẽ sống và lập nghiệp ở đâu với vợ mình? Em thì em vào miền Nam thì em xác định ở trong miền Nam. Ở miền Nam luôn. Rồi, bây giờ cho nếu cho em một cơ hội để nói một điều gì đó với bạn nữ bên cạnh trước khi đưa ra quyết định bấm nút hay không thì em sẽ nói gì? Mời em. Nhìn thẳng vào cô ấy. Anh thì con người anh thì sao anh nói vậy?
Thì nếu mà em đồng ý hẹn hò với anh thì anh hy vọng em sẽ cùng đồng hành đi đến hết cuộc đời. Có biết hát hò gì không? Em hiện tại em run quá, em không nhớ được là nào hát. Run đó, cái gì bẻ hồi quẹo gãy hết mấy ngón tay bây giờ. Bạn nữ cứu bạn nam đi nè. Dạ. Em hát cho bạn nam nghe một đoạn đi, cứu bạn nam đi nè. Dạ, em thì cũng không có thuộc nhiều bài hát, em chỉ thuộc một đoạn trong một bài hát thôi. Vỗ tay lại cho bạn nữ. Em thiếu một đoạn. Em yêu một người, người luôn mong em nhớ em ngày đêm. Em yêu một người, người luôn có bên lúc em buồn vui. Chẳng có giận hờn vì anh yêu em. Và mãi mãi, mãi mãi anh chỉ có em tận trong tim. Có nghe được kịp lời bài hát không? Thấy nghe giọng hát hay, không có nghe kịp. Trời đất ơi là trời, tôi chán ông ghê luôn. Nghe giọng hát hay không nghe được cái lời. Mãi mãi anh chỉ tận trong tim gì không nghe luôn. Có, nhưng mà nghe con hết đâu chị. Thôi được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Cái nút bấm này á, là nút bấm hẹn hò ha. Mình có tình cảm với nhau, mình có cảm xúc, mình muốn tìm hiểu đối phương, muốn tiến tới lâu dài thì chúng ta mới bấm. Còn nếu chúng ta cảm thấy không rung động, đây không phải đối tượng mình tìm thì mình không bấm, hiểu không? Đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Đường. Đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Mời bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bạn trai không bấm? Em nghĩ bạn gái bên này không có phù hợp với em. Không phù hợp? Lý do không phù hợp ở chỗ nào? Em nghĩ đối với công việc của em thì tương đối là vất vả. Và em sợ bạn gái không có thể sắp xếp và thông cảm cho được cái công việc của em. Là em đi nhiều quá, em đi suốt à? Thế là em không thể đi nhiều, để tùy theo công việc của em nữa. Có nghĩa là vì em cũng đi nhiều và em thấy công việc bạn gái thì cũng đi nhiều, thì em sợ không có ai lo cho gia đình, đúng không? Và em muốn một người con gái có thể san sẻ được cái công việc của em và có thể quan tâm được, lo lắng cho. Có nghĩa là cái người đó ít việc một xíu, ở nhà nhiều hơn, ý em là như vậy. Thế còn em thì em cảm nhận như thế nào? Em chỉ về cái suy nghĩ của anh thì em thấy như thế nào? Dạ em đồng ý quan điểm với anh ấy. Còn em thì khi mà tiến tới tình yêu hôn nhân thì cái thời gian thì tự bản thân và hai người tự sắp xếp. Hay là công việc của em bận rộn như vậy. Chị thì chị cũng nghĩ như vậy, nhưng mà mỗi người thì có một cái suy nghĩ riêng, chúng ta không thể mình điều khiển cái suy nghĩ của người khác được, mình cũng phải tôn trọng cái quyết định của các bạn. Rồi xin mời hai bạn đứng lên đây. Thà là như vậy, anh nói rõ được cái quan điểm của mình. Thì đây cũng là một cô gái rất là năng động, bản lĩnh và tự tin trong công việc. Có lẽ vì như vậy là hai bạn chưa có khớp nhau lắm. Nhưng mà thật ra thì em cũng phải tự tin lên một chút xíu. Chị nghĩ là em đang bị hơi thiếu tự tin một chút đó. Tại vì khi mà có tình yêu nó có đủ á, thì mọi thứ đều có thể sắp xếp được hết. Thôi thì chị cũng hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Chúc em một người như em thì chị tự tin luôn. Chắc chắn em sẽ tìm được một người yêu thương của mình mà nó phù hợp và nó cũng hợp với công việc của em. Và chị Tường xin gửi tặng cho hai bạn, đây là một phần quà của nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 12 giờ trưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Mời hai chàng trai của ngày hôm nay xuất hiện. Wow.
Tuyệt vời. Được nha, được nha. Mời hai đứa em gái của tôi. Đừng có la quá, bên đây kích động. Rất thức tha, rất nhẹ nhàng. Rồi, vô vị trí đi nè, hai đứa em gái của tôi. Kính thưa quý vị, và ngay tại giờ phút này thì mình thấy trên sân khấu đã có bốn con người, hai nam và hai nữ. Hai bạn nam ngồi ở một cái ghế màu đỏ, một cái ghế màu xanh, và bên kia thì cũng tương tự như vậy. Và tại sao mà các bạn ấy vào ngồi đúng cái màu ghế của mình là do khi các bạn ấy đăng ký, các bạn đã ghi ra là mình mong muốn kết đôi với một người như thế nào. Thì dựa trên những cái tiêu chí của các bạn ấy đăng ký với chương trình về số đo ba dòng, về chiều cao, về tướng mạo, về tính cách, thì ban tổ chức tạm thời đã phân họ ra thành hai nhóm có thể kết đôi là được với nhau. Tuy nhiên, đó chỉ là cái sự gợi ý của chương trình thôi. Khi các bạn đến đây tham gia chương trình, các bạn đều được cái cơ hội nhân đôi. Không, có thể là chị Tường muốn làm mai cho em cái bạn nữ bên kia ngồi ghế đỏ, nhưng mà em lại không thích mà bạn địa cái bạn cái ghế màu xanh, tùy em. Lúc đó là ăn thua cái nhịp đập trái tim của mình. Cho nên bây giờ chưa thấy mặt nhau nhưng phải ngồi lắng nghe cho kỹ nha, tâm bình khí hòa mới cảm nhận được cái đối tượng bên kia. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thông tin cá nhân. Ưu tiên cho bạn ghế xanh. Ghế xanh đúng không chị? Ghế xanh nha. Ghế xanh đó nha. Mời ghế em trai nha. Ghế xanh giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt. Xin chào hai bạn nữ bên kia. Xin chào toàn bộ quý vị khán giả đang có mặt trong buổi ngày hôm nay. Rồi, rõ ràng. Em tên là Lê Thái Hà, năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm bên kế hoạch sản xuất kiêm giám sát sản xuất. Ngoài ra em còn một số công việc khác như là quản lý nhà hàng, quán cà phê. Cậu về em giới thiệu đi nè. Dạ, em chào hai vị MC và chào hai chàng trai bên đó với lại khán giả. Em tên là Nguyễn Hồng Lan, 25 tuổi. Hiện tại em đang làm giám đốc của một công ty mỹ phẩm về thiên nhiên, tinh dầu và lại dầu gội thiên nhiên. Quê của em là ở Bến Tre nhưng mà em sống ở Sài Gòn cũng khá lâu, cũng được 6-7 năm. Là lên Sài Gòn lập nghiệp. Dạ. Là giám đốc đúng không? Dạ. Giám đốc có gì Tường ơi? 25 tuổi trẻ mà làm giám đốc sớm quá ha. Dữ lắm á trời. Người ta làm mai cái cô áo xanh đó cho anh bên đây. Ông ngồi ông cười tôi rối à. Rồi, chàng trai đến ghế trên, ngồi trên ghế đỏ, giới thiệu đi. Lần đầu tiên thì cho em xin phép kính chào bà mối, chào ông Mai, chào các bạn và xin chào tất cả khán giả. Trời ơi, này hai chàng trai ai cũng lễ phép quá trời. Nếu lời chào có hấp tấp, xin quý vị bỏ qua. Kính chào cô bác gần xa, từ trong nhà ra phố chợ. Cho dù có duyên hay nợ cũng xin gửi một lời chào. Dù có ai nói ra nói vào cũng xin chào tất cả. Lời chào nghe có đã, xin quý vị vỗ tay. Trời ơi. Mình tên là Nguyễn Khả Linh, mình 27 tuổi. Mình quê gốc thì tại Cà Mau. Mình hiện tại đang là diễn viên và kinh doanh tự do tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà em thì có kinh doanh lò bánh tét. Lò bánh tét? Dạ đúng. Là làm chủ luôn? Dạ đúng ạ. Có đại lý trên này bán chưa? Dạ trên đây thì em chưa có đại lý. Trời ơi, làm đại lý luôn đi. Dạ thường thường em chỉ giao sỉ cho mấy đại lý ở các tỉnh. Bỏ sỉ cho chị đi, chị bán lẻ ra cho. Dạ nha. Đây để bên đây là chấm ra là có diễn viên nè, có lò bánh tét nè. Em có gì em giới thiệu đi nè. Đầu tiên thì em xin được chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường cùng với toàn thể khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Đặng Thị Tú Anh, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang hoạt động tại Học viện Đào tạo Nghệ thuật Ánh Ngọc. Học viện Đào tạo Nghệ thuật, đó là chuyên về gì? Dạ chuyên về ca, hát và MC. Trời ơi, vậy là trùng nhau rồi. Là có đào tạo diễn viên luôn không? Dạ có. Có luôn nha, một cái sự trùng khớp nhẹ nhàng ấy Tường ơi. Có làm sao người ta mới kết đôi với nhau chứ. Rồi sao nữa nè, em có cái lò bánh tét hay là lò bánh chưng gì không? Dạ không, em có dựa gạo. Dựa gạo Tường ơi. Trời ơi, không có gạo sao làm bánh tét bánh chưng. Trời ơi, hay quá vậy. Phải không? Rồi, dạ. Dựa gạo ở đâu? Quê dạ, quê em ở Đồng Tháp. Và đặc biệt là nhà em bán nếp nhiều á. Bánh tét thì cần có nếp á. Trời ơi. Không ấy, em cho cái cặp đôi này ra bấm nút luôn đi, mình khỏi mai mối nữa. Tôi quay là cặp ghế xanh nè. Tên Hà phải không? Dạ em tên Hà. Tên Lan phải không? Đi Hà Lan chơi không? Trời ơi. Vậy đi. Rồi. Hà. Dạ. Điểm mạnh của em là gì Hà? Dạ theo em nghĩ điểm mạnh của em là người vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ người khác. Thứ hai em biết nấu ăn.
biết pha chế. Thứ hai em có thể là đảm nhiệm được công việc nhà. Biết giặt đồ, lau nhà, quét nhà gì không? Dạ biết cái đó thì giặt đồ sạch không? Dạ sạch chứ. Yên tâm đi, giặt không sạch thì chị cũng tài trợ cho em bột giặt tròn ha. Dạ đồ sạch luôn. Yên tâm. Dạ. Tá và giặt vô một lần luôn. Dạ. Tuyệt vời không? Dạ quá tuyệt vời. Điểm yếu của em? Dạ em nghĩ em hơi nóng tính chứ. Tại vì trời, làm quản lý mà nóng tính hả? Dạ cũng phải nóng tính chứ chị. Mỗi lần mình nóng tính lên là sao? Nóng tính thì có cái thì em la tí rồi em quay đi thôi, để khi hạ cái cơn nóng xuống. Mà thường là tự lên là tự xuống hay sao? Dạ tự lên tự xuống. Có thể điều khiển được cảm xúc của mình không? Bây giờ bên đây giám đốc mới lên tiếng nè. Điểm mạnh, điểm yếu nè. Vì sao lại cô đơn cho tới giờ này? Điểm mạnh của em thì tự lập trong kinh tế. Với lại biết nấu ăn rồi làm việc nhà này nọ. Mà điểm yếu của em là chắc tại em ưa ghen với lại hay lèm bèm. Chà, nói vậy là có một cái bề dày về những cuộc tình trước á ha. Vì sao tới cô đơn vậy? Do em còn bị tổn thương về cái mối tình đầu nhiều quá, với lại lo làm nhiều quá nên chưa có sự tập trung vào tình cảm nhiều. Em trải bao nhiêu cuộc tình rồi? 2-3 gì đó. 2-3 mà còn tổn thương tới mối tình đầu là khúc nào rút đầu trời? Cái nào là cái đầu? Cái đầu tiên là hồi đó còn nhỏ mới lớn. Là bị tổn thương tới giờ luôn nhiều hả? Nhiều mới lớn là nhiêu? Là hồi đó chắc cũng được 17 tuổi, 18 tuổi rồi. Quen anh đó cũng được mấy năm. Quen được mấy năm? 5 năm. Trời ơi, 5 năm mà sao chia tay uổng vậy em? Hồi đó cũng thương anh lắm rồi. Cái anh đi nghỉ vụ rồi cũng đi tới đi lui mà về cái gia đình ta không có chịu. Mối tình đầu đi đâu nè? Đi cưới vợ rồi. Đi cưới vợ rồi. Thôi em ơi, người ta đi cưới vợ rồi mình bỏ đi em ơi. Nha, mình đừng có nghĩ tới nữa. Mình phải có một nguồn gió mới. Để nè, nghe cái nguồn gió mới bên kia nè. Bên kia có chuyện tình gì không? Kể nghe đi. Dạ, em thì cũng trải qua 3 mối tình rồi. 3 mối tình luôn. Lúc học cấp 3 á chị, chỉ có mối cảm nắng thôi. Tình yêu mới nhú rồi ha. Chưa nắm tay luôn. Kiểu là cái tình cảm cứ nhắn tin qua lại thế thôi. Rồi mối tình giữa làm sao? Mối tình giữa của em thì năm 2015 mấy giờ. Quen cũng được trong vòng 1 năm thôi. Nhưng mà tại vì cái quan điểm tôn giáo, em nghĩ là cái tình yêu giữa hai người cũng không đủ lớn nữa, thì không chưa vượt qua được. Dạ, chưa vượt qua được. Rồi cái đó, cái ba. Cùng cách đây 2017, bạn ấy đi Nhật. Bạn đi luôn, bạn không về nữa. Dạ. Bây giờ qua cặp kia, Linh, Khả Linh, sao con tên giống tên con gái quá vậy? Tên em ai cũng nói giống gái, điều quan trọng cái người mình men là được rồi chị. Men không? Men dữ lắm luôn. Trời ơi, men dữ lắm làm em tò mò liền luôn á trời. Men dữ lắm luôn. Chào anh đại kia. Trời cũng men đó ha. Bây giờ men thì men giới thiệu đi men. Cái điểm mạnh của em thì ngoài đẹp trai với không độ ra thì em không còn điểm mạnh gì. Tự tin là một đức tính, cần của một người nghệ sĩ. Em thấy thế mạnh của em là mạnh lắm luôn rồi đó. Trong tình yêu thì em rất là chung thủy và rất là biết quan tâm. Sao em biết em chung thủy? Tại vì khi mà em yêu ai á, cho dù em có dễ làm quen với các bạn khác, em có dễ bắt chuyện nhân dân, mà mình không có nghĩ xa hơn nữa, chỉ đầu chỉ nghĩ đến người yêu mình của mình thôi. Em có mối tình nào chưa? Dạ em đã trải qua được 2 mối tình. Em chia tay họ hay là họ chia tay em? Thường thì là cả hai đều thống nhất là chia tay nhau. Trời, tình yêu mà có thống nhất nữa. Mới đầu thì do là quan niệm của hai nhà không hợp nhau. Tại khoảng 4 năm trước thì lúc đó em còn quá trẻ, mình cảm thấy sự nghiệp mình chưa có vững vàng, mà bên gái lại muốn một cái gì đó là cho nó ổn định hơn cho bạn nữ, có nghĩa là muốn kết hôn hoặc là muốn đính hôn trước. Em chưa muốn. Em thì chưa muốn. Rồi cái mối thứ hai. Mối thứ hai thì là quen chỉ được có vài tháng thôi. Sao mong manh quá vậy? Cái mối thứ hai thì giống như là vội vã yêu vội vã rời xa vậy đó. Như cả hai đến với nhau rồi cái mới bắt đầu làm quen. Đến rồi mới làm quen. Đến mới làm quen. Cái từ đến nó hơi rộng nha. Đến là đến đâu? Đến là đến dữ dội luôn. Đến dữ dội luôn rồi. Em gái ơi. Dạ. Em nghe chàng trai bên đây có bạn gái trước mà đến một cách dữ dội, em thấy sao? Em thấy hơi sợ. Đó trời ơi, sợ rồi. Em gái thì sợ. Đây không có gì sợ hết. Sợ sao cơ? Từ trước giờ là em chỉ có những, nói chung là những mối tình gà bông ngây ngô thôi ạ. Vậy là chị nghĩ là em hợp với cái bạn nắm tay. Em cũng đang lắng nghe là hai bạn nam chia sẻ như thế nào.
Vậy có điểm mạnh. Đầu tiên phải kể tới là ca hát. Bên cạnh đó còn có nữ công gia chánh, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, thùy mỹ nết na, nhân hậu. Ui trời ơi, chị thấy cuối cùng là quay trở lại là chị thấy em lại bắt đầu hợp với anh Linh rồi đó. Kiểu như là hai người bất chấp luôn đó, coi như là tự tin một cách ghê gớm luôn á. Không, bây giờ nè, hãy hành động đi, hát hò. Hót đi, tôi về đây tôi nghe. Đó. Và em sẽ gửi tặng đến tất cả mọi người một đoạn trong ca khúc Nàng Thơ. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, làm chiếu lên đôi tay những vết hờn. Tiếng yêu này mong manh, giờ tan vỡ thôi cũng đành. Xếp riêng những ngày tháng mộng mơ, trả lại ấy. Dạ, em xin hết rồi. Quá trời luôn. Ngày hôm nay em tới với ai? Em tới với mẹ của em. Bé chào, ơi. Chào bác. Cô là mẹ có bé Tú Anh. Dạ. Cô tính từ Đồng Tháp. Xin chào chương trình và chào hai MC. Hôm nay thì cô thấy hai cháu trai đây thì cũng dễ thương, cũng thấy cũng được. Cháu Linh đó thì chắc cũng có hợp với gia đình cô, chút đỉnh. Dạ. Nhưng mà cô nói đây thì nó hợp vậy, nhưng mà ăn thua hai đứa trẻ. Rồi, con cảm ơn cô, hợp rồi đó. Em đi với ai? Dạ, em hôm nay em tới chương trình với em gái của em. Cũng là người đăng ký chương trình cho em luôn. Đâu em gái em đâu? Dạ, em chào chị Cát Tường và chú Hứa Minh Đạt. Chú Hứa Minh Đạt, khán giả. Vỗ tay mọi người ơi. Dễ thương hết sức luôn. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi. Sao vậy Đạt? Nhói lòng rồi. Em bị vấp ngã. Sao vậy em? Sao có cái sự chế mới đó cho anh Đạt vậy cưng? Dạ tại vì thấy chú để râu. Trời, lại chú để râu nữa. Con bé hay quá trời. Em nói tiếp đi em. Em thấy hai anh thì cũng đẹp trai á. Nhưng mà em thấy cái anh Hà, anh hợp với chị hơn. Nhưng mà anh phải chịu được tính của chị em nha. Tính chị em sao? Chị em nói nhiều lắm. Sao trả lời em? Không sao, anh sẽ là một chỗ để em, chị em có thể tâm sự mọi lúc mọi nơi. Dạ. Rồi bây giờ Linh nè, Linh đi với ai đâu? Hôm nay thì em đi với hai người em đồng nghiệp trong nghề. Dạ, lời đầu tiên em chào chương trình với lại chào hai MC. Thì em thấy chị ghế đỏ hợp với anh hơn. Chị ghế đỏ hợp anh hơn. Có ý kiến nào khác không? Em áo trắng. Trước mắt em đang là hai chị rất là xinh đẹp. Và đặc biệt là người đang ngồi cùng chiếc màu ghế với anh, có một dung mạo cực kỳ có tướng phu thê với anh. Trời ơi, nhìn sao hay vậy ta? Phu thê hả? Ha, nó cũng có đó nghe. Em mời bạn đồng nghiệp đi hay là mời thầy bói hay thiên tướng không? Dạ, có lộn vậy. Nãy giờ người ta nói cặp kia phu thê. Dạ. Kệ. Mình vẫn tâm bình khí hòa, nhớ không cưng? Em mình tâm vẫn bình tĩnh. Tâm vẫn bình tĩnh. Bây giờ mình đi với em trai phải không? Dạ, em đi với Sơn, em đồng nghiệp. Em đồng nghiệp. Dạ. Chào Sơn. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Hứa Minh Đạt. Chào Sơn. Dạ, em chào tất cả mọi người đang xem trường quay và hai chị. Anh Hàng là một người rất là vui tính, đặc biệt là rất là hòa đồng với mọi người, yêu thương gia đình và bạn bè xung quanh. Hai chị gái bên này thì rất là xinh, chị nào cũng xinh hết, ai thì cũng hợp được. Nhưng mà nhịn một chút thì có chị Lan có tướng đó là hợp với lại anh của em. Nói chung là nhìn sơ sơ thì tuyệt vời. Tuyệt vời luôn rồi. Tôi thấy hai chàng trai đây không biết sao chứ tôi thấy ba anh ở dưới là anh nào cũng có cô để chấm hết trơn rồi đó. Thấy chưa, thấy đàn gái lên giá chưa? Ý kiến chỉ để tham khảo. Giờ người trong quan cuộc quan trọng là người trong cuộc. Người trong đó. Cuộc cái mẫu người lý tưởng của em muốn là người như thế nào hà? Em chỉ cần bạn gái cao tầm khoảng mét rưỡi trở lên là được. Mét rưỡi đến mét sáu trở lên có nha. Có mét cao nhiêu? Mét rưỡi đến mét sáu là được rồi. 58 rồi. Bé kia là cao nhiêu? Em cao 1m63. Trời, coi như là bắn qua đây hai mũi tên luôn. Sao bây giờ mẫu người của em sao nè? Anh cao trên 1m65. Nói chung là thích đi ngao du với em, là giống như hay đi chùa đi chiền với em vậy đó. Với lại tại em hay đi chùa lắm. Mẹ em là thích, rất thích đi chùa luôn, phù hợp với mẹ em luôn. Với lại phải chịu đựng em. Lâu lâu em kiểm tra điện thoại chút đỉnh thôi à.
không kiểm tra điện thoại nữa nha. Không, em cho Zalo, Facebook, mật khẩu luôn cũng được. Trời ơi, hay quá. Kể về vấn đề đó bình thường. Em được cái thoải mái. Rồi, em sao nè? Em thì không có hình mẫu lý tưởng đóng khuôn, nhưng mà em sẽ thích một bạn cao hơn em, vẻ bề ngoài có thể trao chuốt một chút xíu. Còn về tính cách thì phải điềm đạm, khiêm tốn, chu đáo. Điềm đạm, khiêm tốn, chu đáo ai ơi. Ui, nó mặc vô tường rồi. Ai cũng đều có mẫu người lý tưởng rồi đó Tường. Thời gian trao đổi cũng đã hết. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới cái giai đoạn cũng quan trọng cho các bạn chạm mặt với nhau, để trò chuyện với nhau. À, bên kia ông Mai sẵn sàng chưa? Mọi chuyện đã ổn lành hết rồi. Ổn rồi thì chúng ta hãy mở cửa trái tim thôi. Mở cửa trái tim thôi nào bạn. Ồ, được. Cảm nhận thôi nào. Cảm nhận thôi nào. Wow. Lần đầu tiên ánh mắt nhìn nhau. Không cưỡng lại được. Nói đi, bốn sao bạn này? Mình lớn cảm rồi, giác, mình trưởng thành cảm rồi. Cảm giác của em khi mà nhìn thấy bạn như thế nào? Thôi đi về, thôi đi về. Thôi đi về luôn lại bảo táp phòng mà. Mình phải dùng con tim nha. Anh ơi, không có vội, không có vội. Phải nhìn con tim nha. Sao? À hà. Dạ. Cảm nhận như thế nào khi mà cánh cửa trái tim mở ra? Em thấy hai bạn xinh gái quá cho nên em phải định hình lại tim. Rồi, xác định lại nè. Có hình chưa? Dạ có hình rồi. Sao hình đó? Mẫu hình nào? Mẫu hình bạn áo trắng. Bạn áo gì gì vậy? Ủa gì kỳ vậy? Dạ. Ủa gì kỳ vậy? Thì con em mách bảo theo thử mách bảo của con tim em. Hay lắm, hay lắm. Thì bây giờ đã mở cửa rồi. Thì hồi nãy là một cái game vui thôi. Một game gọi là hoán đổi thôi. Chứ thật ra cái vị trí đó là như thế này nha. Trả lời vị trí cũ. Trả lời vị trí cũ. Rồi thôi mình nói cho hai bạn nữ rồi, nãy giờ nhà đàn trai có vẻ là hơi lấn át nhà gái. Hơi quá. Lấn át quá. Tôi chưa nghe rõ những cô gái của tôi nói nhiều về cảm xúc. Cảm xúc em sao cưng? Trong lòng hơi bị bể á chị. Bể hả? Lại tổn thương em. Khoan nhìn em thấy quen lắm. Cho anh hỏi tí xíu, phải trai em làm nghề kim hoàng không? Dạ không. Nhà em có ai làm nghề kim hoàng không? Dạ không luôn. Ủa sao trong em đẹp như một viên kim cương vậy? Trời ơi là trời. Dạ em thì không có làm kim hoàng nhưng mà được mẹ em mài dũa. Được mẹ em mài dũa. Bây giờ tôi nói nghe nè, ông đừng có cố nắm níu hết á. Tôi nghĩ mình đã làm sai, mình phải nhìn nhận vô cái sai của mình. Tôi nghĩ là ông nên nói lời tạ tội đi ông ơi. Ê, đi đâu mà xách quá trời bánh vậy cha? Anh tặng em. Anh đặc biệt dành tặng em. Cái đòn bánh này là chính tay anh gói. Cũng may á, em là một đứa rất là mê, đam mê ăn uống. Ý là cái đòn kia là ở nhà gói, còn đòn này em gói. Đúng rồi, chính tay em gói. Đây là màn xin lỗi của Linh dành cho Tú Anh đúng không? Dạ đúng ạ. Bây giờ mời em qua xin lỗi bạn Lan. Xin lỗi sao khác bên đây nha. Còn ngày ngùng thì không dám yêu anh em ơi, dấu đam mê đã vương đôi môi rồi. Người còn ngày ngùng anh say đắm bao đó hoa. Ủa, gì kỳ vậy? Để trái tim ai lạnh ra. Khi trao con tim đến cho anh, rất mong được tình anh để đời thôi xót xa. Em không như hoa sẽ tàn úa theo tháng ngày, cơn yêu đương này vĩnh viễn. Vì thế anh mong ta xa nhau để lòng anh yêu thương em một mai. Đang trên đường đời hai lối. Nếu sống bên anh nhưng lòng anh cứ mơ hoài bóng dáng khác. Ủa? Tim em sẽ đau. Người ơi, anh đã hiểu tình em. Chị hiểu em luôn, em về chỗ. Không, chị phải nghe rõ cái lời nha chị. Thôi cũng được, dù sao bạn ấy cũng chân thành. Dạ. Em có món quà em xin gửi tặng hai bạn nữ ha. Thôi. Dạ. Dân doanh nghiệp phải không? Rải đều luôn. Dạ. Trời ơi, con nhận. Anh tặng em cái món quà này là nó có thể trò chuyện lại với em nhưng mà nó nhắc lại lời em thôi ha. Nó khi nào buồn mà không biết nói với ai á, anh bận chẳng hạn thì em có thể nói với cái siêu nồng này ha. Wow. Dạ, anh cảm ơn. Anh cũng tặng em luôn ha. Dạ, em cảm ơn anh. Thì bạn nam bên kia cũng hát thì em cũng chắc cũng phải là có một cái. Đúng rồi, hát em đứng thì... đây em hát. Hát dạ. Đứng bên cạnh đây hát dạ, nè, em đừng quay rồi. Về không? Đó. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi,
tiếng yêu cất lời. Và anh xin cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình, để rồi một sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với anh một câu sẽ đi đến tận cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta vẫn sẽ không xa rời. Trời ơi, hay quá. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Rồi 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Rồi 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Các bạn đều là những bạn trẻ. Ở đây nhìn lên là thấy cả bốn bạn. Thật sự tôi thấy là ai cũng có thể hợp với ai. Thì bây giờ quan điểm một chút xíu về tình yêu, về cái chuyện ghen tuông đi. Thì không biết là Lan. Nãy Lan nói Lan rất là ghen. Không phải ghen là mình làm ầm ầm, mà cũng không phải là đụng gì mình cũng ghen. Với em giống như là anh ghẹo người khác đừng để em thấy, anh nói chuyện với người khác đừng để em thấy, anh có chụp lỡ chụp chung mà ôm yêu ớt ai anh cũng đừng để em thấy nha. Vậy là anh được chụp hả mà anh giấu em là được à? Đúng rồi, giống như khuất mặt khuất mày được rồi. Được rồi. Đừng cho bộ ra trước mắt nhìn chịu không nổi. Em mà giận lên á, em không xài cây xương gồng giả này nữa, em xài cây xương gồng thiệt luôn á. Wow, đó là một hình thức ghen. Thế còn em, trong cái ghen thì em ghen như thế nào? Em đã yêu thì em sẽ tin tưởng. Với đã yêu với em thì người ta sẽ không bao giờ đi với người khác. Mà đã đi với người khác rồi thì họ không còn tình cảm với em nữa thì thôi, mình cho nhau hai lối đi. Em rất là tự do thoải mái trong tình yêu. Thì em cũng không thích mà bị ràng buộc quá. Em thích là quan tâm nhau bình thường thôi, rồi sắp xếp thời gian để gặp nhau. Rồi, còn em gái? Có lẽ là công việc của em với anh Linh là khá là giống nhau, cho nên là quan điểm về cái chuyện tình cảm cũng giống giống vậy. Vậy hả? Em không muốn quá là gò bó nhau. Với lại em cũng hay kiểu chấp nhận lý do, cho em có lý do là được. Cho em hỏi một câu là điều gì mà của người bạn gái á, sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ nhất? Anh cảm thấy vui nhất là khi bạn gái của mình vui, là mình cảm thấy vui rồi. Khi nhiều khi mình đang làm gì đó, mình đi làm về mình mệt mỏi gì đó, chỉ cần thấy một nụ cười tươi thôi là lúc đó anh quên hết bao mệt mỏi. Ok anh Dingo, đáp án của em rồi đó. Em muốn đặt một câu hỏi cho anh là tại vì em cũng làm trong nghệ thuật, cho nên là cái điều gì mà anh cảm thấy khó khăn khi mà bạn gái mình làm trong nghệ thuật ? Anh nghĩ nếu mà làm nghệ thuật á, thì chắc anh nghĩ về cái thời gian nó có không cố định. Cho nên nếu mà người yêu anh ở trong nghệ là thì anh cũng rất là thông cảm thôi. Tình yêu á, thì không ai hợp với ai cả. Mình chủ yếu là mình xây dựng với nhau thôi. Mình cố gắng vun đắp cho nhau thôi. Anh là quê ở miền Trung á, thì không biết là cái quan điểm của gia đình em về yêu ở khác miền thì như thế nào? Gia đình em không có quan niệm là phải miền nào hết. Quan trọng là em có thật sự tìm được niềm vui ở người bạn trai hay không. Với lại em cũng thích làm, muốn làm cho người lớn vui, cho nên là em khá là chiều. Em cũng có khả năng là làm cho người khác vui, cho người khác thương em. Cho anh ngưng xíu thôi, để bé Lan nghiến răng quá rồi. Em à, bình tĩnh. Hồi nãy người ta đã nói rồi, là sao? Làm gì làm, sau lưng đừng có ngồi trước mặt người ta. Mà nghĩ sao mà ngồi trước mặt người ta mà. Hỏi thăm rồi. Cũng một câu hỏi đó em cũng muốn hỏi chỗ Lan luôn. Ba mẹ em thì người miền Tây mà cũng rất là dễ, không có chấp nhất. Nhưng mà anh về anh nói chuyện với ba mẹ em là anh có thay đổi được cái giọng nói, là phải nói cái giọng nam để cho ba mẹ em hiểu không? Thí dụ anh nói vậy là em nghe không? Nghe, ba em thì chắc nghe được. Tại ba em đi đi làm gặp nhiều khách hàng thì chắc có thể châm chế. Nhưng mà mẹ là không có nghe được. Trời, em yên tâm đi em. Miễn là thằng rể đó yêu thương con mình là ba mẹ đồng ý à. Nói chung là cái phần tìm hiểu nhau như đó thôi. Bây giờ nè, mấy bạn này mấy bạn trẻ. Trẻ thì mình tương tác với nhau không có ngại ngùng gì hết. Thay vì bình thường mình cho lên nắm tay đồ ha, để mình coi có cảm xúc, có điện truyền qua hay không, để mình test lại cái cảm xúc. Bây giờ thì cho em chơi một cái mini game. Dám chơi không? Chơi. Anh đại diện cho đàn gái. Chơi đàn trai ơi. Chơi sợ à? Chơi. Trên tay của Cát Tường hiện tại đó là hai dây kẹo tẩm đường rất ngọt ngào như hương vị của tình yêu. Mỗi bạn sẽ ngậm một đầu,
và thi hai đội coi đội nào ăn hết cái sợi dây này trước đội đó chiến thắng, được không? Oh. Chiến thắng sẽ có một phần quà đặc biệt từ ông Mai. Rồi, một hai ba, ăn đi. Ai ăn trước thì cái gì vậy, lụm lên, bậy bạ quá, nhanh lên. Không, cắn nẻ vậy, nó dễ vỡ, nó em mong manh vậy. Mình phải níu giữ mối quan hệ này chứ, đừng nên đứt đừng nên đứt gánh. Bên kia người ta nhai ngon nhõm nhẽm ngon rồi kìa. Từ từ thôi nè. Ăn liên tục mà cứ ăn thì đâu có, thằng này nó ăn nãy giờ rồi, chị thấy mà. Vậy anh ăn hết thì em đi. Không, nhưng mà em cũng phải ngậm, anh đứt dây là thua. Ăn đi, đi qua coi bên đây coi. Cái này tượng trưng cho mối quan hệ của mình đó, đó đừng nên dùng tóc dài. Bên này ổn nè, bên này ổn nè. Bên này đó, từ từ đang tiến sát gần nhau rồi nè. Để lên. Ôi, không ăn đâu. Em nhìn. Bây giờ em không ăn đi, cà lăm cái gì. Em không ăn thì em ngậm đi để cho ảnh ăn. Ôi, em. Sao vậy, sao cà lăm luôn vậy? Nè, cái mối quan hệ tôi càng ngày càng gần rồi nha. Ủa, sao bên đây cà lăm luôn rồi? Hả? Em nghe em đi. Em nhìn nhìn. Cái gì vậy? Cái cà. Ủa, sao gọi cà lăm luôn vậy? Vụ gì? Hả? Em nhìn cái miệng của anh. Cái miệng sao? Cái miệng ta dễ thương mà. Trời, bé bị gì vậy? Em nói không vô. Hả? Sao? Đó cái miệng. Được, đem lại nụ cười cho bạn nữ rồi. Còn bên đây sao? Tuyên tới đây là ngưng lại luôn rồi. Không phải, em bị hạ đường. Cái này nó chua. Ủa sao bên đây là ngọt quá, bên đó là chua quá? Rất là chua. Nãy giờ là không ăn kẹo. Bây giờ đưa tay ra cho anh nắm coi. Giờ mới chạm nè. Coi điện có truyền qua không? Rồi. Anh chìm nhẹ nhẹ ngang giật em xỉu được anh rồi. Đỡ. Khi nào giờ mới được nắm tay? Nắm đi, nắm đi. Cầm tay nhìn vô mắt nhau 10 giây nha. Nói thử coi có cà lắm không? Anh ơi, anh thấy em sao? Anh ơi. Hơi. Anh thấy em sao? Em... em rất là xinh đẹp và tài giỏi. Thì anh hy vọng em sẽ về cùng anh. Chắc cú luôn vậy hả? Chắc cú luôn. Không có suy nghĩ gì nữa hả? Không cần suy nghĩ. Trả về, trả về. Em có muốn nói gì không Linh? Trước khi mà đưa tới thời khắc quan trọng là không còn nói gì nữa. Chuẩn bị đến đoạn bấm nút rồi đó. Em thì cũng không biết nói gì hơn. Nếu như mà bạn nữ nào mà cảm nhận cái sự chân thành của anh thì bấm nút chọn anh. Anh cảm ơn nhiều. Bạn nữ nào luôn? Bạn nữ nào luôn, rồi. Ha. Dạ. 30 giây dành cho em để nói cảm xúc của mình hoặc là muốn nói gì đó. Với anh á, tình yêu nó đơn giản lắm. Chỉ cần bấm nút là mình ra về thôi. Thì hãy bấm nút với anh nhé. Anh, ai bấm nút với anh nhé. Dạ, thì ai cảm nhận được cái tình yêu, cái tình cảm chân thành của em thì người đó sẽ bấm nút. Hai cô gái có muốn phát biểu gì không? Mời em Linh. Em cảm nhận được sự chân thành của anh Hà. Còn thật ra anh Linh cũng rất là chân thành, tại vì anh luôn tạo ra tiếng cười cho tất cả mọi người. Thì đó là một điểm rất là tốt của anh. Em thì hơi dài dòng, thì nếu mà anh nào chịu được cái sự dài dòng của em á thì hãy bấm nút chờ. Các bạn đi vòng vòng không á. Em thì cũng đơn giản nhưng mà có cái tánh nó hơi khó chịu tí, nhưng mà em sẽ thay đổi được. Nếu mà anh nào thích em á thì cứ mạnh dạn. Rồi, bao nhiêu đó thôi. Và bây giờ sẽ đến tới thời khắc quan trọng, giây phút, khoảnh khắc, quyết định. Thưa các bạn, mỗi người hãy đặt tay vào hai cái nút bấm của mình, một nút màu đỏ, một nút màu xanh. Mình bấm cái nút màu nào là tương ứng với mình chọn cô gái hoặc là chàng trai ngồi trên ghế đó. Hoặc các bạn có quyền không bấm nút nếu chúng ta không cảm thấy rung động với bất kỳ một ai. Hãy suy nghĩ thật chín chắn, ghép đôi thần tốc. Đây là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Thời gian bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Nữ công gia chánh, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Ngoài đẹp trai với phong độ ra thì em không còn mạnh gì nữa. Ưa ghen với lại hay lèm bèm. Em rất là xinh đẹp và tài giỏi. Một tràng pháo tay cho cặp đôi trên cặp ghế màu xanh. Bây giờ nguyên tắc là khi mà đã bấm nút hẹn hò với nhau là phải hôn nhau. Mời hai bạn. Bạn nữ hôn em. Đó là tùy hai bạn tự thỏa thuận với. Hai người hôn nhau luôn cũng được. Vậy anh hôn tóc em đi. Đầu gội chưa? Gội rồi.
Kính thưa quý vị, và bây giờ thì cặp đôi thành công nhận một phần quà, đó là chiếc điện thoại Realme chụp siêu nét, sạc siêu nhanh. Wow, quá dữ. Thì thật ra thì hai bạn không thành đôi cũng có một món quà, đó là mỗi người một chiếc điện thoại Realme. Đây, tặng cho em. Đó, tặng cho em. Và chương trình xin gửi tặng cho hai bạn, đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước uống thảo dược Thổ Phục Linh từ công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam Vinahealth. Và đây nhãn hàng bột giặt John 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một, tặng mỗi bạn một combo bột giặt Choi. Yeah. Đây, xin mời. Hay quá, đây, tặng em luôn. Kính thưa các bạn, và đặc biệt hơn nữa là nếu như mà cặp đôi đã bấm nút hẹn hò trong ngày hôm nay mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được tặng 1 năm sử dụng bột giặt Choi. Nếu như các bạn đang còn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, hãy mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách là tải và cài đặt ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất quý vị nha. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Choi 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một, đã đồng hành cùng chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin hỷ cho chúng tôi nha. Và kính thưa quý vị, hãy đừng quên đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Các cặp đôi cũng khá là dễ thương đúng không nè. Bây giờ mình sẽ chụp hình selfie của mọi người. Hello, xin chào các bạn. Vừa rồi thì chúng ta đã có được một cặp đôi rất là hoàn hảo trong ghép đôi thần tốc đúng không ạ? Không biết là cảm xúc của họ sau khi mà xuống sân khấu, khi mà không còn có đông người nữa thì sẽ như thế nào đúng không? Rồi, hãy cùng theo dõi quý vị để có thể tìm hiểu nha. Từ từ ấy, chị mới gặp à, chị làm em quá, em như gục em cà lăm giống hồi nãy nữa. Vui không? Vui sao không nắm tay? Thì mình, nhưng mà vui nó không có dính với mắc cỡ. Nắm tay là bị mắc cỡ. Còn bạn trai sao, cảm xúc của bạn sao? Dạ em thấy cũng vui chị, rất là vui luôn. Hôm nay chung lên đây là chương trình tạo điều kiện cho để tìm một nửa của mình. Thì nhờ chương trình nhưng mà sau này thì còn phụ thuộc vào hai em nữa. Dạ, cho nên nhưng mà hôm nay có làm quen được Lan là một niềm hạnh phúc rất là lớn rồi, rất là vui luôn. Dạ. À dạ có chứ, dẫn bạn đi ăn chứ, đi ăn rồi mới về chứ. Vui không? À dạ vui ạ. Tại sao không đồng ý vậy? À, thật ra là có một vài điểm ở bạn nam em cảm giác chưa có chắc chắn lắm. Ví dụ như em thích một người điềm đạm nè, khiêm tốn, nhưng mà em cảm giác bạn đó hơi năng động một chút xíu. Ngoài đẹp trai với phong độ ra thì em không còn điểm mạnh gì nhiều. Cho anh hỏi tí xíu, phải trai em làm nghề kim hoàng không? À, dạ không. Nhà em có ai làm nghề kim hoàng không? À, dạ không luôn. Ủa sao trong em đẹp như một viên kim cương vậy? Trời ơi là trời. Dạ em thì không có làm kim hoàng nhưng mà được mẹ em mài dũa. Thì em thì lại sợ giống như là người ta năng động quá mình sẽ không thể nào theo kịp. Dạ đúng, mình không đi theo kịp. Nhưng mà có khi nào em nghĩ là bạn nào đó năng động thì sẽ tạo cho em một cái sức mạnh khác không?
Dạ, tại vì... Nếu như mà sau này em kiếm một người bạn trai như thế thì sao? Dạ, tại từ đầu em đã có gu sẵn á. Từ nhỏ đến lớn em chỉ luôn luôn thích một bạn nam ít nói, kiệm lời chứ không phải là ít nói. Mà cái lời nói thì sẽ giống như là luôn luôn kiểm soát được, không có phô trương quá. Thì em sẽ thích những người như vậy hơn. Vậy làm sao để đăng ký tham gia chương trình và đăng ký là một anh chàng thật là điềm tĩnh? Dạ. Trai hơn. Dạ. Hy vọng là chương trình sẽ giúp em tìm được một chàng trai như vậy. Vậy là hẹn gặp em lại vào một chương trình khác. Dạ, anh cảm ơn chị.